Thank you.
Trực tuyến do iSpark Education tổ chức với chủ đề khơi dậy cảm hứng và động lực học tập cho con. Xin cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian quý báu của mình trong buổi tối ngày hôm nay để tham gia cùng chúng tôi và chương trình của chúng ta. Cũng bắt đầu sau ít phút nữa, quý phụ huynh vui lòng hãy chuẩn bị sẵn sàng bằng cách kiểm tra lại kết nối Internet và tạm thời tắt mic để đảm bảo buổi hội thảo của chúng ta được diễn ra với chất lượng tốt nhất. Và trong suốt quá trình diễn ra hội thảo, nếu quý phụ huynh nào có thắc mắc hoặc cần sự hỗ trợ, vui lòng nhắn tin trực tiếp vào phần Q&A để ban tổ chức có thể hỗ trợ kịp thời nhất. Xin chân thành cảm ơn. Năm học 2021-2022 chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Nhiều trường học chưa thể đón học sinh trở lại lớp. Học sinh được chuyển hình thức học từ học tại trường sang học trực tuyến. Phụ huynh lo lắng, học sinh hoang mang. Khi nào mới đến trường trở lại? Làm sao để giữ vững nhịp học và sẵn sàng bứt phá ngay khi trở lại trường? Thấu hiểu nỗi băn khoăn và lo lắng của phụ huynh, iSmart nhanh chóng chuyển đổi hình thức học tại trường sang học trực tuyến Live Class dành cho hơn 100.000 học sinh đang theo học chương trình iSmart trên toàn quốc. iSmart Live Class là chương trình học tiếng Anh qua môn toán và khoa học trực tuyến, ứng dụng công nghệ giáo dục mang đến cho các em học sinh môi trường học tập chất lượng như tại trường. Bên cạnh đó, iSmart chú trọng tương tác và thực hành nhằm kích thích hứng khởi học tập cho các em học sinh. Chương trình có ý nghĩa đặc biệt giúp các em giữ vững nhịp học tập và sẵn sàng bứt phá ngay khi trở lại trường. Học sinh được giảng dạy trên bài giảng số iSmart. Đây là bài giảng số đầu tiên và duy nhất có chứng nhận kiểm định của Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh tương tác trực tiếp với giáo viên, được giáo viên hướng dẫn, rèn luyện phát âm chuẩn quốc tế. Phương pháp giảng dạy chú trọng tương tác và thực hành, giúp học sinh nâng cao khả năng tư duy và chủ động học tập với các hoạt động thực nghiệm sáng tạo. Hệ thống ôn tập độc quyền ITO với hơn 10.000 chủ đề tiếng Anh qua môn toán và khoa học từ cơ bản đến nâng cao. Hệ thống nhằm kích thích chủ động học tập, giữ vững kiến thức sau mỗi giờ học với giáo viên. Với iSmart Live Class, học sinh được duy trì nhịp học tập và các em sẵn sàng bứt phá ngay khi trở lại trường. iSmart Live Class, nhịp học vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Tham khảo thêm tại website liveclass.ismart.edu.vn, hotline 1900 088 893. Chào quý vị, Thịnh Dung xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị phụ huynh đang tham dự hội thảo trực tuyến khơi dậy cảm hứng và động lực học tập cho con tối nay, cũng như quý vị phụ huynh đang theo dõi livestream trên fanpage iSmart Education.
Đây là hội thảo nằm trong chuỗi hội thảo trực tuyến Nhịp học vững vàng, sẵn sàng bứt phá do iSmart Education tổ chức vào 19 giờ tối thứ ba hàng tuần. Đầu tiên, xin phép thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất vì quý vị đã dành thời gian theo dõi và tham gia chương trình cùng chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, iSmart sẽ gửi đến quý vị phụ huynh những phần quà vô cùng đặc biệt. Vì vậy, quý vị cũng đừng rời khỏi hội thảo cũng như màn hình livestream nhé. Quý vị phụ huynh thân mến, chắc chắn với mong muốn con đạt thành tích học tập tốt thì rất nhiều phụ huynh đã và đang ra sức nỗ lực tìm và vận dụng rất nhiều phương pháp để tạo động lực, cảm hứng cho con. Thế nhưng, phụ huynh đã thực sự biết cách truyền cảm hứng và tạo động lực học tập cho con. Thì làm thế nào để giúp con vừa có kết quả học tập tốt lại không rơi vào những trạng thái căng thẳng và áp lực? Thấu hiểu được những điều này cùng những trăn trở lo âu của phụ huynh, iSmart đã tổ chức buổi hội thảo trực tuyến chủ đề khơi dậy cảm hứng và động lực học tập cho con với mong muốn giúp phụ huynh có thêm được thông tin, kinh nghiệm để đồng hành cùng con, giúp con khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê và động lực học tập. Xin được cảm ơn quý vị phụ huynh đã dành thời gian tham dự cùng chúng tôi tối ngày hôm nay. Và quý vị phụ huynh thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu những vị khách mời vô cùng đặc biệt. Ngay sau đây, đầu tiên là một vị chuyên gia tâm lý đã rất quen thuộc với chúng ta qua các cuộc hội thảo trực tuyến kỳ trước. Thầy là người có nhiều năm nghiên cứu và gắn bó với công tác tư vấn tâm lý học đường, là khách mời quen thuộc của các chương trình tâm lý và kỹ năng sống của đài truyền hình VTV, HTV, truyền hình Vĩnh Long và các tờ báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Tâm lý học Việt Nam. Xin chào thầy An ạ. Vâng, xin được gửi lời chào đến MC Thanh Dung cũng như là tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã có mặt trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi cảm thấy rất là vui và tự hào khi được iSmart mời để mà chia sẻ đến cho tất cả quý vị phụ huynh với một cái chủ đề rất là đặc biệt, đó là khơi dậy cảm hứng và động lực học tập cho các con. Và hy vọng rằng với buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thu nhận được rất nhiều những kinh nghiệm cũng như là những cái bí quyết để mà giúp cho con em chúng ta đạt được những thành tích tốt nhất trong quá trình học tập. Vâng, xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ Đào Lê Hòa An. Và trong buổi hội thảo tối nay của chúng ta thì chúng ta còn nhận được một sự đồng hành của một diễn giả vô cùng đặc biệt. Đó chính là mẹ của bạn Đỗ Nhật Nam, quán quân khối 7 cuộc thi English Champion 2014. Và năm 2021 thì cuộc thi English Champion do Education tổ chức đã bước qua mùa giải thứ 8 thành công và vừa kết thúc vào tháng 7 năm nay, là điểm tựa tinh thần vững chắc của con. Bằng kinh nghiệm của giảng viên sư phạm và tình yêu thương con vô tận, cô Điệp đã rất thành công trong việc truyền cảm hứng và động lực học tập cho con, luôn đồng hành với con từ những ngày chập chững đầu tiên đến ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu cô Phan Hồ Điệp, giảng viên khoa giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Xin chào cô Điệp ạ. Xin chào tất cả các bậc phụ huynh. Xin chào tất cả các con. Hôm nay mình thực sự rất là hạnh phúc khi được tham gia chương trình do iSmart tổ chức. Và cô Điệp cũng hy vọng rằng những gì mà cô chia sẻ thì sẽ có thể giúp cho các con thấy được niềm vui trong học tập. Vì các con sẽ thấy là trong lúc mà mình học ấy, thì tuyệt vời nhất là mình sẽ cảm thấy vui. Khi đó thì tất cả những áp lực, tất cả những mệt mỏi sẽ không còn nữa. Và mình giống như là một người đi chinh phục và đi khám phá. Và cô Điệp cũng hy vọng rằng các con sẽ không chỉ là thấy được niềm vui cho bản thân mình, mà còn có thể giúp cho bố mẹ cũng thấy được điều đó trong việc học của mình. Và mình cũng rất mong muốn là các bậc phụ huynh thông qua buổi ngày hôm nay thì thực sự là có thể khơi dậy cảm hứng và động lực học tập cho con, để giúp cho các con luôn luôn cảm thấy tràn đầy những
khao khát được khám phá và sáng tạo. Và thực sự là biết ơn iSmart đã kết nối mình với các bậc phụ huynh. Và cô Điệp cũng hy vọng là các con sẽ có một buổi lắng nghe hội thảo một cách thực sự là những công dân rất văn minh, sẽ thực sự là lắng nghe và chúng ta sẽ tuân thủ theo những quy tắc mà một người công dân cần có ở trong một buổi hội thảo. Cô hy vọng rằng chắc chắn các con sẽ bày tỏ sự trưởng thành của mình thông qua việc tham gia hội thảo ngày hôm nay. Một lần nữa xin chào và gửi lời biết ơn tới tất cả mọi người. Vâng, xin được chân thành cảm ơn Tiến sĩ An và cô Điệp đã dành thời gian quý báu của mình để tham gia chương trình hội thảo tối nay, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng chia sẻ những thông tin, những bí kíp để giúp các vị phụ huynh và các con học sinh có được cảm hứng và động lực học tập. Và không biết là Tiến sĩ An và cô Điệp thì đã sẵn sàng kết nối và chia sẻ với phụ huynh chưa ạ? Vâng, tôi đã rất là sẵn sàng rồi, MC Thanh Dung ạ. Dạ vâng, và cũng không phải để quý vị phụ huynh chờ lâu hơn nữa, Thanh Dung sẽ bắt đầu buổi hội thảo ngay bây giờ. Vâng, thưa quý vị, lười học hay không thích học là dấu hiệu thường thấy trong một giai đoạn nào đấy trong hành trình học tập của con trẻ, và điều này thì khiến rất nhiều phụ huynh lo lắng và trăn trở. Dưới góc nhìn tâm lý, theo Tiến sĩ An ạ, thì cảm hứng có tầm quan trọng thế nào đối với việc học tập, và hiện nay thì các em học sinh thường phải chịu những áp lực đến từ đâu ạ, thưa thầy? Vâng, xin cảm ơn cô Thanh Dung. Và có lẽ là với câu hỏi đầu tiên này thì tôi xin được phép tương tác với lại tất cả quý vị phụ huynh một chút xíu ạ. Vì ngay từ đầu thì chúng ta có được nghe một thông tin rất là thú vị, rằng là trong chương trình ngày hôm nay thì iSmart đã dành tặng cho tất cả quý vị phụ huynh rất nhiều những phần quà rất hấp dẫn đúng không ạ? Thì không biết là quý phụ huynh và các con có muốn được nhận quà không ạ? Nếu như mà chúng ta muốn được nhận quà thì vui lòng chúng ta sẽ comment số 1 trong khung chat giúp chúng tôi, để chúng tôi biết được sự sẵn sàng của tất cả quý vị phụ huynh và các con đang đón xem chương trình ngày hôm nay. Và xin mời quý vị, nếu như quý vị phụ huynh nào và các con nào muốn được nhận quà trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ comment số 1 ạ. Wow, thầy An đã thấy là rất là nhiều những số 1 được comment trong khung chat của phần mềm Zoom, cũng như là trong cái mục comment trên fanpage iSmart Education đang được phát livestream trực tuyến trong chương trình ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời. Và với hơn rất là nhiều người quý vị phụ huynh đang tương tác ngày hôm nay, thì không biết là chúng tôi sẽ trao phần quà dành cho ai đây. Nên đây là thử thách đầu tiên mà chương trình sẽ muốn dành tặng cho tất cả quý vị phụ huynh và các con ạ. Với rất là nhiều, cả ngàn người đang đón xem chương trình thông qua hệ thống Zoom và trong chương trình livestream trên hệ thống fanpage, thì ngay bây giờ thầy An sẽ biến cái màn hình này thành một cái gì đây thành một cái bảng tương tác online, và có thể nhận được ngay lập tức những cái phần comment và những ý kiến của tất cả quý vị phụ huynh đang tham gia chương trình ngày hôm nay trên cả hai nền tảng. Và bây giờ thì rất đơn giản thôi, quý phụ huynh sẽ để ý, chúng ta ban tổ chức sẽ đăng tải một cái đường link và một cái mã code. Và nếu như quý phụ huynh nào có sẵn cái smartphone, là cái điện thoại trên tay, thì chúng ta có thể sử dụng tính năng quét cái mã code và quét cái mã code để mà đăng nhập vào cái bảng online của chúng tôi. Quý phụ huynh nào đang online bằng laptop hay là máy tính để bàn thì chúng ta có thể xem trong một chat, được không ạ? Sẽ có cái đường link để mà quý phụ huynh sẽ đăng nhập trên cái bảng online mang tên là Padlet. Và câu hỏi xin được dành tặng cho quý phụ huynh như sau. Quý phụ huynh hãy nêu ba cái mong đợi hay cái sự kỳ vọng của mình đối với lại con. Dạ, xin nhắc lại, quý phụ huynh hãy nêu ba cái mong đợi hay ba cái sự kỳ vọng của quý phụ huynh đối với lại con của mình trên cái bảng tương tác online của chúng tôi. Dạ, xin mời quý phụ huynh, chúng ta sẽ có 2 phút để chúng ta tương tác và chúng ta nêu ra cái phần suy nghĩ cũng như nhận định của mình với cái bảng tương tác này. Dạ, xin được nhắc lại, quý phụ huynh có thể quét mã code hoặc là chúng ta click vào đường link để chúng ta đăng nhập ngay lập tức vào cái bảng tương tác Padlet online của chúng tôi. Và quý phụ huynh có thể bày tỏ cái quan điểm, cái suy nghĩ của quý phụ huynh với cái câu hỏi là: quý phụ huynh hãy nêu 3 điều mong đợi và sự kỳ vọng của mình đối với lại con. Dạ. Và hãy nhớ để lại họ tên
và họ tên của quý phụ huynh, để nếu như quý phụ huynh nào may mắn được ban tổ chức lựa chọn trao phần quà thì chúng tôi sẽ biết là sẽ trao phần quà dành cho ai quý vị phụ huynh nhé. Vâng, hiện giờ thì chúng tôi thấy là có nhiều phụ huynh đang comment trong cái khung chat trong cái mục sum và comment trên fanpage của chúng tôi. Nhưng mà những tin nhắn hợp lệ là những sự tương tác và được trực tiếp trên bảng Padlet và được trực tiếp trên cái bảng tương tác Padlet bằng cách là quý phụ huynh có thể truy cập bằng cách quét mã cái code được đăng tải ở trên màn hình, hoặc là chúng ta click vào cái đường link mà ban tổ chức đã cung cấp cho quý phụ huynh để chúng ta thể hiện, chúng ta có thể tương tác và chúng ta đưa ra những cái nhận định của mình trên cái bảng tương tác online. Con học giỏi, tự giác học hơn và chăm học, đến từ phụ huynh Ngô Minh Thúy nè. Ban tổ chức đã nhận được khá là nhiều những sự tương tác của quý phụ huynh rồi ạ. Chúng ta sẽ chờ thêm trong một vài phút nữa. Wow, dạ rất là nhiều đúng không ạ? Con yêu thích và tự tin môn tiếng Anh và tự giác học tập, thân thiện, thích khám phá và ngoan ngoãn, vui vẻ. Con khỏe mạnh thể chất và tinh thần, tự giác học tập, thân thiện. Phụ huynh Đào Hương Giang. Con tự giác làm bài, vui vẻ, tiếp thu bài nhanh, tập trung, tự giác, ngoan ngoãn, độc lập. Mong muốn con luôn sẵn sàng. Rồi phụ huynh comment nhiều quá, chúng tôi chưa thể nào là cập nhật hết được toàn bộ những cái thông tin quý phụ huynh đang đăng tải lên rất là nhiều, và chúng tôi đang nhận được rất là nhiều những cái sự tương tác, cả là quý phụ huynh đang trong phòng Zoom cũng như quý phụ huynh đang đón xem chương trình livestream trực tuyến trên fanpage iSmart Education. Con tự giác học, con đam mê học, con tìm được hứng thú trong học tập. Rất hay. Có phụ huynh đó là giáo viên nhiệt tình thân thiện, con yêu thích môn tiếng Anh iSmart. Câu hỏi rằng là quý phụ huynh hãy nêu ba điều mong đợi và kỳ vọng của mình đối với con. Rất là nhiều. Chăm học, sáng tạo, mạnh dạn, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, tự tin trong giao tiếp. Rồi, như vậy thì chút xíu nữa tôi và ban tổ chức cũng như là vị diễn giả thứ hai là cô Phan Hồ Điệp sẽ chọn ra những nhận định ấn tượng, thú vị và mang những cái ý nghĩa sâu sắc mà quý phụ huynh đã đăng tải trên cái bảng Padlet của chúng tôi. Chúng ta chỉ cần ứng dụng công nghệ thông tin một chút xíu thôi đúng không thưa quý vị? Đó chính là chúng ta sử dụng những cái ứng dụng như thế này để chúng ta hoàn toàn có thể tương tác và có thể lấy được ngay lập tức những cái ý kiến, những cái nhận định của các bạn học sinh, của các bạn học viên đang tham gia trong một cái chương trình online, và rất rất là nhiều những cái phần mềm ứng dụng như thế này để chúng ta tổ chức một cái tương tác, tạo cái hứng thú học tập cho các con, đặc biệt là thông qua cái việc là chúng ta học online. Vâng, xin được cảm ơn ban tổ chức đã trình chiếu cái màn hình Padlet. Và có lẽ là xin được quay trở lại với câu hỏi mà MC Thanh Dung đã đặt ra cho tôi ngay từ ban đầu đúng không ạ? Thật ra thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta làm bất cứ điều gì mà chúng ta có được cái động lực và có được cái nguồn cảm hứng thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái nguồn năng lượng để vượt qua những cái khó khăn, thử thách để mà hoàn thành những cái mục tiêu mà chúng ta có thể đặt ra. Và điều đặc biệt là đối với lại các con cái sự tự chủ nè, rồi cái hứng thú của các con thì nó luôn luôn có những cái sự thay đổi, và do đó thì đòi hỏi tất cả quý phụ huynh chúng ta cần phải đồng hành với các con, và cần phải đồng hành với các con để giúp cho các con luôn luôn có được những cái nguồn cảm hứng, những cái cảm xúc tích cực, những cái tình cảm, những cái năng lượng tích cực đối với vấn đề các con tự hoàn thiện bản thân của mình và chinh phục kiến thức, có đúng không ạ? Và chắc chắn rằng là trong cái hành trình đó thì có những phụ huynh thì sẽ rất là tâm lý, nhưng sẽ có rất nhiều phụ huynh thì cũng vô tình gây ra những cái áp lực cho các con. Không biết là các bạn nhỏ ở đây
đang xem chương trình này thì không biết là các bạn thấy như thế nào. Nhưng mà thầy An thấy là rất nhiều quý vị phụ huynh rồi ba mẹ luôn luôn có những sự kỳ vọng như thế này. Đó chính là mong muốn là con sẽ đạt được nhất lớp, đạt nhất lớp. Và không chỉ nhất lớp đâu mà còn là nhất khối nữa. Đấy, thì một cái điều mà tôi muốn đặt ra cho quý phụ huynh là phụ huynh nào cũng muốn con đạt hạng nhất. Vậy thì con của ai sẽ đạt hạng nhì đây? Và liệu rằng là hạng nhất thì có thực sự là trẻ sẽ có thể trở thành những người thành công trong tương lai hay không? Và rõ ràng cái chuyện học là một cái quá trình dài, có đúng không ạ? Cái việc chinh phục bản thân là một cái hành trình suốt đời. Và vì vậy thì chúng ta phải có những cái cách thức và phải thấu hiểu con của mình, phải quan sát để từ đó thì chúng ta hiểu đâu là cái điểm chạm, đâu là cái điều mà con thực sự hứng thú để chúng ta tạo ra một cái môi trường thực sự tốt nhất cho con để phát triển tối đa những cái tiềm năng và tố chất của con. Và đó là cái cách thức đầu tiên mà tôi nghĩ rằng là quý phụ huynh sẽ có thể tạo ra được cái nguồn cảm hứng cũng như là động lực học tập cho con trong cái quá trình mà con đang chinh phục và tự hoàn thiện bản thân của mình. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của thầy An ạ. Và thưa cô Điệp, thì trong vai trò của một nhà giáo dục và cũng là một người mẹ, góc nhìn và quan điểm của cô với vai trò của nhà trường và gia đình trong việc giúp con thoát khỏi những áp lực và có được cảm hứng học tập là như thế nào ạ? Xin cảm ơn cái câu hỏi của MC. Đây là câu hỏi mà mình tin là rất nhiều các bậc phụ huynh cũng đang trăn trở, và ngay cả các bạn nhỏ cũng thế, các con cũng rất muốn biết là bằng cách nào thì để mình có thể có một cái nguồn cảm hứng về học tập. Thì mình có một số những cái gợi ý như sau. Thứ nhất ạ, các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh hãy tin rằng bất kỳ một bạn nào thì cũng sẽ có một điểm mạnh nào đó. Và đừng nghĩ rằng là chỉ giỏi toán, tiếng Việt hoặc là tiếng Anh mới là giỏi. Hãy tin rằng là bất kỳ điểm mạnh nào cũng được đáng trân trọng hết. Có thể đó là điểm mạnh về thể chất, có thể đó là điểm mạnh về nghệ thuật. Và các con thử nghĩ xem là mình thực sự là thích môn học nào nhất, hoặc mình đam mê việc gì nhất, đam mê nấu bếp, hay là đam mê vẽ, hay là đam mê toán, tiếng Anh đều tuyệt vời như nhau. Và phụ huynh khi mà tìm được điểm mạnh cho con rồi, có thể giúp cho con, khích lệ cho con phát triển điểm mạnh đó và bù khuyết đi những điểm yếu. Còn nếu mà phụ huynh lại cứ chăm chăm vào những điều mà con mình đang thiếu thì vô hình chung có thể tăng thêm áp lực cho con. Mình rất nhớ câu nói là nếu bạn bắt một con ếch phải trèo cây, một con cá phải trèo cây thì cả đời nó sẽ tin rằng mình ngu dốt. Nếu mà bạn cứ chăm chăm vào cái điểm yếu của con thì sẽ khiến cho con nghĩ rằng mình không có khả năng. Và thay vì đó, các bạn hãy nghĩ tới điểm mạnh. Bên cạnh đó, mỗi một bạn nhỏ thì thường sẽ có một kiểu học khác nhau, một phong cách học tập khác nhau. Có những bạn có thể học rất là tốt bằng biểu đồ, có những bạn thì lại học rất là tốt qua cái việc là tranh luận chẳng hạn, hoặc là có những bạn thì sẽ học rất là tốt thông qua cái việc là bằng thể chất, tức là bạn thậm chí có thể đi lại trong quá trình học. Thì cái phong cách học tập đấy nó sẽ quy định mỗi một người học sẽ học theo kiểu khác nhau. Và nếu bạn tìm hiểu được phong cách học tập của con mình thì bạn sẽ hỗ trợ được con rất nhiều. Ví dụ bạn biết là con mình thuộc cái kiểu học là quan sát chẳng hạn, bạn có thể là đặt cái bàn học cạnh cửa sổ, nó lại có thể rất tốt cho con. Nếu bạn biết là con mình học theo kiểu thính giác chẳng hạn, thì bạn có thể là trong lúc con học mở một cái nhạc nho nhỏ chẳng hạn. Thì tất cả những cái đấy đều là hỗ trợ. Một cái gợi ý tiếp theo để có thể truyền cảm hứng học tập cho con, đó là trong gia đình nhà bạn á, bạn đã thực sự là một cái tấm gương cho cái việc học hay chưa? Lúc mà con học thì liệu mọi người đã tắt tất cả các cái thiết bị điện tử đi hay chưa? Đã có một không gian học tập thật là tĩnh lặng cho con, hoặc bạn có làm gương cho con về việc học hay không? Ví dụ như là bạn muốn con đọc sách nhưng mà bố mẹ lại không đọc sách chẳng hạn thì sẽ rất là khó. Thì đấy là một trong những cách để có thể khơi gợi cảm hứng. Một trong cái điểm nữa đó chính là luôn luôn giúp cho con có khả năng tự tìm hiểu những kiến thức nào mà con đang học. Ví dụ ở ngày hôm nay con học ở trên lớp về một mảng nội dung kiến thức gì đó, bạn có thể vào trên mạng để có thể cùng con tìm hiểu. Và cái việc mà để cho con đặt câu hỏi hoặc là dạy lại mình cũng là một cái cách mà rất là tốt để có thể khiến cho con thấy học là một cái gì đó rất là vui, rất là tuyệt vời. Và với các bạn nhỏ thì mình có lời khuyên là các bố mẹ hãy luôn luôn nghĩ rằng
Học thì có thể kết hợp với chơi. Đừng nghĩ rằng chỉ ngồi vào bàn mới là học. Bạn có thể học trong bất kỳ môi trường nào. Giờ ăn cũng là có thể là giờ học. Đi chơi với mẹ, ngồi ở đằng sau xe mẹ khi mẹ trở đến trường, hỏi là con ơi, bây giờ con thấy lá cây đổi màu là như thế nào? Ngày hôm nay thời tiết như thế này, con nhìn và có thể là có dấu hiệu về thời tiết sắp tới là ra sao? Thì tất cả những cái điều đó đều là học. Và khi mà bố mẹ hiểu cái khái niệm học rộng dài như thế, thì chắc chắn các bạn sẽ truyền được cảm hứng học tập cho con. Và lúc đấy chắc chắn là các con sẽ thích học. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ rất là hữu ích của cô Điệp. Và chắc chắn rằng những điều cô vừa chia sẻ thì sẽ giúp ích rất nhiều cho phụ huynh của chúng ta. Và thưa quý vị, mỗi một học sinh thì sẽ có những thế mạnh và tiềm năng riêng, và những tiềm năng này thì cần được khám phá và tạo điều kiện để phát huy một cách tốt nhất. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết cũng như phát huy được những thế mạnh đó và tiềm năng đó ạ, thưa thầy An ạ? Vâng, xin cảm ơn cô Thanh Dung. Và không biết là quý phụ huynh và các con khi mà nghe diễn giả Phan Hồ Điệp chia sẻ thì cảm thấy như thế nào? Nhưng mà cá nhân thầy An thì thầy An thấy là được truyền cái động lực rất là lớn. Vì thầy An nhận ra được những cái từ khóa rất là quan trọng mà diễn giả Phan Hồ Điệp muốn truyền tải thông qua cái phần chia sẻ đầu tiên của mình. Đó chính là bất kỳ các bạn học sinh nào, bất kỳ con người nào cũng đều có điểm mạnh riêng của mình. Có đúng không ạ? Dạ. Và cái thứ hai đó là gì? Quý phụ huynh sẽ cần phải thấu hiểu thông qua cái sự quan sát để biết được là cái thế mạnh đó của con nằm ở đâu. Và điều quan trọng là chúng ta tạo ra một cái môi trường khuyến khích để mà con có thể phát triển cái năng khiếu, phát triển cái tố chất của chính đứa con của mình. Ở đây thì tôi thấy rằng là, tôi lấy một cái ví dụ thôi ạ, cái con dao được ở trong nhà bếp của chúng ta, thì thông thường là chúng ta sẽ mài cái lưỡi dao hay là chúng ta sẽ mài cái lưng dao ạ? Dạ, xin được hỏi quý phụ huynh là chúng ta thường là chúng ta sẽ mài cái lưỡi dao hay là mài cái lưng dao ạ? Dạ. Nếu như chúng ta cứ tập trung và mài cái lưng dao, hay nói cách khác là chúng ta cứ tập trung vào cái điểm yếu của con và mong muốn rằng là con phải hoàn thiện và con phải giỏi nhất về cái điểm đó, thì chắc có lẽ là mãi mãi không bao giờ được, có đúng không ạ? Vậy thì hãy khiến cho con tự tin hơn với những cái thực sự là những tiềm năng và những tố chất của con và những cái điểm thế mạnh nhất của con. Nhưng đây thì tôi xin được đặt ra một câu hỏi thêm cho tất cả quý phụ huynh nè. Quý phụ huynh sẽ nhận định như thế nào, đánh giá như thế nào, bạn nào sẽ giỏi hơn bạn nào trong hai người bạn sau đây? Một bạn học sinh thì được 9 điểm môn toán và kèm theo đó là bị 4 điểm môn thể dục nếu như thể dục có tính điểm, và bạn học sinh còn lại được 9 điểm môn thể dục và bị 4 điểm môn toán. Vậy thì theo quý phụ huynh và các con thì ai, bạn nào là giỏi hơn bạn nào? Dạ, bạn nào thì giỏi hơn bạn nào? Dạ, xin nhắc lại, một bạn học sinh thứ nhất là được 9 điểm môn toán và bị 4 điểm môn thể dục, và với một bạn học sinh thứ hai là được 9 điểm môn thể dục và bị 4 điểm môn toán. Vậy thì bạn nào sẽ giỏi hơn bạn nào ạ? Dạ, xin được hỏi quý phụ huynh. Phụ huynh có thể tương tác bằng cách trong cái khung chat. Dạ. Dạ, tôi thấy là rất nhiều quý phụ huynh đã đưa ra nhiều cái nhận định khác nhau. Dạ, đó là giỏi bằng nhau nè, rồi không ai giỏi hết. Rồi có quý phụ huynh thì bình luận rằng là cả hai con đều giỏi. Dạ, tôi nghĩ rằng là cái đáp án mà cả hai con đều giỏi chắc có lẽ là sẽ được nhận được sự đồng tình nhiều hơn, có đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong thực tế thì có lẽ như là chúng ta sẽ nghiêng về phía bạn nào mà được 9 điểm môn toán thì sẽ giỏi hơn bạn còn lại, có đúng không ạ? Và nếu chúng ta định nghĩa như vậy, nếu chúng ta nhận định như vậy, thì chắc có lẽ Việt Nam chúng ta sẽ không có những cầu thủ quốc dân mà được rất nhiều người hâm mộ, hàng triệu fan hâm mộ. Đó là ai ạ? Đó là Công Phượng, đó là Quang Hải, đó là Văn Toàn. Và có lẽ Việt Nam chúng ta sẽ không có Kình Ngư, Nguyễn Thị Ánh Viên đã mang về rất là nhiều những thành tích cho ngành thể thao Việt Nam chúng ta. Vậy thì quay trở lại vấn đề chúng tôi muốn chia sẻ với quý phụ huynh ngày hôm nay. Con em của chúng ta sẽ có thể nổi bật ở một số những cái lĩnh vực, và cũng sẽ có thể là gì ạ? Có những cái điều mà con em chúng ta không thực sự là thế mạnh, thì chúng ta hãy biết tập trung phát huy những thế mạnh của con. Và theo những kết quả nghiên cứu cho thấy, con người chúng ta sẽ có 9 loại hình trí thông minh, và mỗi người sẽ nổi trội ở một cái loại hình trí thông minh nào đó. Ví dụ như là trí thông minh về không gian,
thì những bạn này sẽ học những cái môn hình học không gian, rồi nhận định về đường đi rất là giỏi. Rồi có những bạn đó thì sẽ rất là giỏi có trí thông minh về ngôn ngữ, là tức là những bạn trình bày những cái ý kiến của mình, đối với trình bày những cái ý tưởng của mình rất là dễ hiểu cho những người khác. Vì những bạn này sẽ rất phù hợp với những cái nghề liên quan đến ngôn ngữ, làm MC giống như là cô Thanh Dung chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi có những bạn thì sẽ rất giỏi về cái trí thông minh vận động, những cái bạn tiếp thu những cái vận động sẽ rất là tốt. Vậy thì chúng ta thấy là mỗi bạn học sinh sẽ có những tiềm năng riêng của mình. Và quý phụ huynh thân mến, lĩnh vực về giáo dục hiện tại cũng đã có những sự thay đổi rất lớn. Từ cái hình thức đánh giá theo lý thuyết, tức là những cái gì mà các con học được, bây giờ đã đánh giá theo cái phát triển về năng lực và phẩm chất của các con. Hay nói cách khác là chúng ta học các môn không chỉ là vì điểm số nữa, mà học các môn bây giờ nhằm tạo cho các con những cái năng lực để các con có thể gì thực hiện những cái thao tác và ứng biến những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống, và rèn luyện thêm cho các con về những cái phẩm chất cần thiết. Vậy cái mục tiêu của giáo dục đã có những cái sự thay đổi nhất định rồi, nên điều đó tôi nghĩ rằng là quý huynh cũng sẽ làm sao cho các con cảm thấy thoải mái nhất, làm sao cho các con cảm thấy được ghi nhận, và trên cái hành trình giống như cô Điệp nói là gì ạ, khi các con giống như là con cá, đúng không ạ, thì phải tạo một cái môi trường nước để các con vẫy vùng. Và đó là cái điều mà trong chương trình hôm nay rất muốn quý phụ huynh sẽ thấu hiểu con, quan sát con, để mà tạo cho con những cái bước đệm, tạo cho con những cái khuyến khích, tạo cho con những cái nguồn cảm hứng. Và hãy nhớ điều như thế này ạ, đó chính là thất bại nào cũng xứng đáng được động viên, thành công nào cũng xứng đáng được ghi nhận. Cho dù gì đi nữa thì con sẽ luôn luôn cảm thấy quý vị phụ huynh sẽ luôn luôn ở bên con. Và nếu như con có một cái điểm số không thực sự là cao thì điều đó nó cũng không quá ảnh hưởng đến cái tương lai của con, nếu như thật sự con biết nhận ra cái sự thất bại đó, nhận ra cái lỗi lầm đó, và con sẽ sửa sai trong những cái lần tiếp theo. Và rõ ràng trong những năm tháng này là những năm tháng con sẽ cần phải nhận được sự thất bại để có đạt được cái sự thành công lớn trong tương lai. Và thất bại không có nghĩa là vấp ngã, mà thất bại đó chính là chúng ta nằm lì sau vấp ngã, có đúng không ạ? Vậy vì vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là chính quyền phụ huynh là những người rất quan trọng để tạo ra được những nguồn cảm hứng rất tích cực cho các em chúng ta, không chỉ là trong học tập mà còn những vấn đề khác. Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần chia sẻ vô cùng quý báu của thầy An. Và thưa cô Điệp, thông qua những chia sẻ vừa rồi của thầy An thì cô có thể bật mí với quý phụ huynh của chúng ta rằng cô đã nhận biết được tiềm năng và thế mạnh của Nhật Nam từ khi nào và bằng cách nào không ạ? Câu hỏi này làm cho mình nhớ lại cái quãng thời gian mà thơ ấu của Nam. Và lúc đấy thì đúng là như thầy An có gợi ý là cái việc mà quan sát để tìm ra điểm mạnh của con thì mình cũng cố gắng làm một cách gọi là rất là chi tiết và cẩn thận. Và mình có một cái phát hiện là Nam thì có vẻ là có khả năng về ngôn ngữ. Điều này thì mình bắt đầu tìm ra từ khi mà Nam bắt đầu biết nói. Mình cảm thấy Nam rất là hứng thú với cái việc là nghe, rồi đọc, rồi là nói, rồi diễn đạt. Và chính vì vậy cho nên mình cố gắng tập trung phát triển cái khả năng này cho con, và đồng thời là giúp cho con học ngoại ngữ. Vì học ngoại ngữ cũng chính là một trong những cái con đường mà giúp cho một bạn nhỏ có khả năng về ngôn ngữ có thể phát huy được thế mạnh của mình. Và nhưng bên cạnh đó thì mình cũng nhận ra rằng là Nam thì không có gì đặc biệt cả, cũng không có gì nổi trội cả, không phải là một thần đồng. Nam cũng chỉ bình thường như các bạn khác. Có thể là Nam học tốt hơn về mặt ngôn ngữ, nhưng mà những môn khác như là môn toán chẳng hạn thì Nam học cũng rất là bình thường. Và vào những cái thời điểm đó khi mà Nam đi học thì mình sẽ cố gắng cân bằng giữa mọi chuyện. Ví dụ như là với môn toán chẳng hạn là cái môn học mà Nam không được thích lắm, thì mình sẽ chỉ cố gắng là giúp cho Nam là đạt được những cái mà yêu cầu mà tối thiểu nhất của nhà trường thôi. Nhưng trong khi đó là ngôn ngữ chẳng hạn thì lại đạt được ở mức tối đa, có nghĩa là sẽ cố gắng ở mức tối đa. Bất kỳ những cái nội dung nào hoặc là bất kỳ những cái yêu cầu nào liên quan tới việc học ngôn ngữ thì đều cố gắng làm một cách kỹ lưỡng. Mình lấy ví dụ là với môn học tiếng Anh chẳng hạn, thì
Bắt đầu từ khi Nam học ạ, là Nam sẽ theo đuổi một cái kỳ thi nào đấy mà do Nam tự chọn. Vừa rồi thì mọi người có nhắc tới cái kỳ thi mà Nam thi năm lớp 7 là một trong những cái kỳ thi mà Nam rất là thích. Ngoài ra thì Nam thi rất là nhiều những cái kỳ thi bằng chuẩn quốc tế, ví dụ như là TOEFL hoặc là IELTS, và thi từ rất sớm luôn. Cái này không phải là vì là một cuộc đua nào cả, vì là Nam rất là muốn là lấy kinh những gì mà mình học để chuyển xem là mình thi như vậy thì mình đạt như thế nào. Ngoài ra nữa thì các một cái lịch rất là đều đặn hàng ngày, ít nhất đó sẽ là 45 phút học tiếng Anh, bao gồm cả nghe, nói, đọc, viết. Và cái này thì không có ngoại lệ, có nghĩa là dù là đi chơi chẳng hạn, hoặc là dù là hôm nay nhà có khách chẳng hạn, nhưng mà thời gian học hoặc là cái số lượng mà học á, thì sẽ luôn ấn định. Và cái điều này á, thì sẽ giúp cho, mình tin là sẽ giúp cho các bạn nhỏ giống như có một cái đồng hồ sinh học ở trong người, biết là giờ này mình sẽ bắt đầu ngồi vào học. Và Nam thì thực sự là sẽ cố gắng là đi đến tận cùng những cái gì mà mình muốn tìm hiểu. Mình lấy ví dụ như là hôm nay học tiếng Anh liên quan tới chủ đề về thực vật chẳng hạn, thì Nam sẽ làm một bài thuyết trình liên quan tới chủ đề mà Nam tự chọn, ví dụ như là về cây ăn thịt người, là một cái chủ đề mà bạn thấy rất là hào hứng, tức là ở trong một cái nội dung thôi thì sẽ tìm ra các cái chủ đề mà bạn ấy cảm thấy rất là hứng thú. Thì với cái cách làm như thế thì mình tin là Nam đã được phát huy hết cái điểm mạnh, và khi được phát huy điểm mạnh rồi thì nó cũng sẽ bù khuyết cho những cái thứ mà bạn ấy chưa tốt lắm, ví dụ như là môn toán chẳng hạn, hoặc là Nam thì khá là vụng về trong các cái kỹ năng vận động tinh. Thì mình tin rằng là cái việc mà bạn ấy tự tin vào với cái khả năng của mình thì nó cũng sẽ che đi cái phần mà làm cho bạn ấy thiếu tự tin trong những cái thứ mà thuộc về điểm yếu. Và đây cũng là lời khuyên mà mình dành cho các bậc phụ huynh, đó là bạn hãy quan sát và cảm nhận cái khả năng của con mình. Và mình nhắc lại một lần nữa là đừng bao giờ nghĩ là chỉ có giỏi toán, tiếng Việt và tiếng Anh mới là giỏi. Bất kỳ cái loại hình nào hoặc là bất kỳ điểm mạnh nào của con cũng cần được trân trọng. Có rất nhiều phụ huynh khi gặp mình nói là chị ơi, con em chẳng có điểm mạnh gì cả, con em chỉ có chạy là giỏi thôi. Thì mình nói là chạy cũng là một điểm mạnh, chạy cũng là một điểm mạnh, giống như thầy An vừa nói ấy. Thì tất cả những thứ mà gọi là trí thông minh về vận động thì rất là đáng được trân trọng. Và các bạn cũng sẽ thấy là khi mà bạn hiểu như thế, bạn cũng sẽ bớt đi những cái yêu cầu vô lý đối với con mình. Ví dụ như có những cái bạn mà mình biết là tính cách là hướng nội chẳng hạn, nhưng bố mẹ thì lại cứ muốn là con sẽ phải đi ra ngoài, xong là phải thuyết trình, phải hùng biện trước mọi người. Thì cái việc làm đấy chính là bạn lại đang bắt cái điểm yếu của con phải hoạt động nhiều hơn, thì nó làm cho con thiếu tự tin hơn. Cho nên làm cha mẹ chính là một cái quá trình mà bạn cần phải lắng nghe, bạn phải theo dõi và quan sát, và đừng trách con mình rằng tại sao mà bố mẹ yêu cầu mà con lại không làm theo, mà hãy nghĩ xem là liệu cái yêu cầu của mình á đã thực sự là phù hợp đối với con mình hay chưa. Vì mình cũng tin rằng bất kỳ một em bé nào, bất kỳ một đứa trẻ nào khi được khơi nguồn đúng á, thì cũng sẽ đều thể hiện cái khả năng yêu thích của mình với một môn học nào đó. Mình xin hết cái phần chia sẻ của mình ạ. Cô Đẹp ơi, chia sẻ với các bạn. Dạ vâng, lúc nãy thì chắc là tôi xin được cắt sóng MC chút xíu Tôi thấy là cô Điệp chia sẻ về Đỗ Nhật Nam rất là thú vị. Và thật ra thì theo thông tin mà tôi cũng được biết là hiện nay thì bạn Nam đang học bên Mỹ đúng không cô? Tôi cũng rất là ngạc nhiên rằng là bạn Nam thì đã đạt được một cái thành tích rất là xuất sắc về cái bộ môn là quản lý kinh doanh. Và không biết là hiện giờ thì thì cuối cùng là bây giờ bạn lại đi theo cái lĩnh vực về nghệ thuật âm nhạc. Thì không biết rằng là mẹ Phan Hồ Điệp có thể chia sẻ những cái thông tin này cho cá nhân tôi và tất cả quý vị huynh và các con được biết không ạ? Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của anh mà làm cho em cũng cảm động ấy, bởi vì là chứng tỏ là anh cũng có cái phần mà theo dõi về cái hành trình của Nam. Thì đúng là năm học cấp 3 ấy, thì Nam có thi một cái kỳ thi mà ở trong đó cái
cái hạng mục mà Nam thi là về quản trị kinh doanh, và năm đó thì Nam được giải nhất cấp bang. Và lúc bấy giờ thì là mình, cá nhân mình thì cứ nghĩ là nếu bạn ấy thi về quản trị kinh doanh thì có thể là sau này bạn ấy sẽ học một cái lĩnh vực nào đó liên quan tới kinh tế, ngân hàng, hoặc là lại là liên quan đến tự nhiên. Nhưng mà rồi cuối cùng kết thúc năm học cấp 3 thì Nam apply vào Pomona, là một trong top 5 trường liberal arts mà tốt nhất của nước Mỹ, và rất là may mắn là Nam được trường nhận với cái mức học bổng cho đấy là 76.000 đô một năm, và hoàn toàn là không phải đóng thêm bất kỳ một cái khoản phí nào. Thậm chí kết thúc năm học thứ nhất thì Nam còn được thêm nhà trường thưởng thêm tiền do những cái thành tích trong nghiên cứu khoa học. Thì đó là một cái điều mà rất là may mắn, và cũng là một cái nỗ lực của Nam. Nhưng mình nhắc lại là Nam cũng không phải là giỏi hay là thần đồng, mà chẳng qua là chắc là Nam có một cái cảm hứng trong học tập. Như anh An đã thấy là từ cái việc là quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, thì đến khi vào Pomona, Nam lại quyết định là sẽ học xong ngành, trong đó có một ngành là âm nhạc. Thì điều này khá là gây bất ngờ cho gia đình, vì ba năm học cấp 3 thì Nam được một người thầy truyền cảm hứng cho cái việc là học âm nhạc, và Nam nói là có thể em sẽ học âm nhạc để biết đâu đấy sau này em cũng thay đổi số phận của một cái bạn nhỏ nào đấy, mà có thể là nhà không có điều kiện nhưng mà vẫn đam mê ở một cái môn học nào đó. Và chính vì vậy cho Nam chọn âm nhạc. Và cái câu hỏi của anh An cũng làm cho em cảm động, là bởi vì là đúng ngày hôm nay khi mà đang diễn ra cái buổi hội thảo này thì Nam đang tham gia một cái cuộc thi opera của toàn bang, và Nam thì tham gia để tranh giải nhất nhì, tức là đã vào vòng chung kết và chỉ chọn tranh giải nhất nhì thôi, của dành cho những người bạn mà hát opera. Và Nam thì đi thi với một cái tâm trạng là mẹ ơi, giải nhất thì được giải là 7.000 đô, mà giải nhì thì chỉ được 500 đô thôi. Cho nên là em sẽ cố gắng để có thêm tiền để trang trải cho những cái sinh hoạt phí. Thì nói như vậy để có thể chia sẻ với các anh chị rằng là đôi khi những cái mong muốn cũng như là những kinh nghiệm của cha mẹ mà đặt lên cho con thì chưa chắc là đúng. Cái việc làm cha mẹ theo mình cách tốt nhất là giống như là bạn gặp một cơn sóng. Nếu mà bạn đi ngược chiều với nó thì có thể bạn sẽ làm bị sóng làm cho bị ngã. Nhưng mà nếu bạn xuôi theo chiều của cơn sóng, và đến khi nào cơn sóng yếu đi rồi, mình có thể dễ dàng điều khiển nó, thì đó là một cái cách tuyệt vời nhất. Thì đấy chính là cái hành trình làm cha mẹ mà mình chợt nhận ra, và cũng nghĩ là cái cách đấy cũng sẽ giúp cho bản thân các bạn cũng có cảm hứng, chứ không phải chỉ con cái mới có cảm hứng. Một lần nữa cảm ơn câu hỏi rất là đáng yêu của anh An ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn diễn giả Phan Hồ Điệp, và cũng xin được gửi lời chúc mừng đến Đỗ Nhật Nam ngày hôm nay, và hy vọng rằng là bạn sẽ có được một cái kết quả rất là tốt. Cô Huynh có nhận ra một điều rất đặc biệt không ạ? Tức là bạn Nam thì đã đạt được cái giải cao nhất trong cái bộ môn là quản trị kinh doanh, đúng không? Và đáng lý ra thì phải theo đuổi là khởi nghiệp rồi trở thành kinh doanh, trở thành một doanh nhân, trở thành giám đốc, nhưng mà cuối cùng thì bạn lại lựa chọn một cái lĩnh vực, đó là về âm nhạc. Và cái lĩnh vực thứ hai song ngành đó là mình nghiên cứu về cái ngôn ngữ, và nghiên cứu về thậm chí không phải ngôn ngữ hiện đại mà ngôn ngữ cổ nữa, nhưng mà vẫn nhận được là cái sự ủng hộ từ phía mẹ Phan Hồ Điệp. Và tôi tin chắc rằng là bạn vẫn sẽ luôn luôn cảm thấy là nhận được cái nguồn năng lượng cũng như là cái sự tin tưởng và luôn luôn ủng hộ từ cái hậu phương, đó chính là cái tình yêu thương của mẹ Phan Hồ Điệp dành cho bạn Nam. Và tôi hy vọng rằng là tất cả quý huynh cũng vậy, đúng không ạ? Chúng ta ai cũng yêu thương con, ai cũng mong muốn con sẽ đạt được sự thành công hạnh phúc, nhưng mà sự thành công hạnh phúc đó phải xuất phát từ chính cái bản lĩnh, phải xuất phát từ chính cái niềm đam mê của chính đứa con của mình, chứ không phải là từ chính quý vị phụ huynh áp đặt lên con. Tôi cũng thấy là có nhiều phụ huynh thì khi xưa thì không thực hiện được ước mơ của mình, thì lại mong muốn là con lại thực hiện ước mơ giùm cho mình. Có đúng không ạ? Mặc dù là con em chúng ta là do chính chúng ta sinh ra, nhưng mà thật sự thì mỗi người
sẽ có được một cái ước mơ, một cái mục tiêu riêng, một cái thế mạnh riêng. Và do đó thì hãy lắng nghe, quan sát và thấu hiểu, và âm thầm chúng ta làm gì ạ? Đồng hành, chia sẻ cùng con. Nhân đây thì tôi cũng xin được một cái câu đố dành tặng cho quý phụ huynh và các con khi tham gia chương trình ngày hôm nay. Và một cái màn hình mà tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả quý phụ huynh. Không biết là quý phụ huynh và các bạn nhỏ thì nhìn thấy được màn hình của tôi chia sẻ chưa? Đây là một người phụ nữ, và không biết là người phụ nữ này là ai. Xin mời quý phụ huynh sẽ cùng thử đoán thử coi người phụ nữ này là ai. Và các con, nếu các con biết là có thể comment nha. Đó, không biết người phụ nữ này là ai nha. Đây là một người phụ nữ rất là bình thường, rất là bình thường, như bao người phụ nữ khác, cũng có con, cũng có gia đình. Tuy nhiên thì đây mới chính là một cái điều đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị. Đây là một người phụ nữ, là người mẹ của một nhà bác học rất vĩ đại, người mà đã có hàng ngàn cái tấm bằng sáng chế, phát minh, đặc biệt là phát minh ra bóng đèn điện. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những comment của tất cả quý vị rồi. Mẹ của Thomas Edison. Đúng rồi, chính xác. Và tôi sẽ được kể tất cả quý vị nghe một cái giai thoại như thế này. Một cái ngày đẹp trời nọ, thì cậu bé Thomas Edison lúc này là một đứa trẻ tiểu học, và cầm một cái lá thư từ nhà trường gửi về cho mẹ. Thì cậu bé cũng rất là háo hức để mà cầm cái lá thư này gửi cho mẹ. Và khi mà bà mẹ dở cái lá thư này ra, thì trong một thoáng chốc thì người phụ nữ này có vẻ là hơi hoang mang. Nhưng mà ngay lập tức thì người mẹ này lấy lại một cái sự bình tĩnh, và nở một cái nụ cười rất tươi, và đọc cái lá thư này dành cho Thomas Edison như sau: con trai bà là một thiên tài. Trường học này quá bé và không có giáo viên đủ giỏi để có thể đào tạo nó. Xin ông bà hãy tự dạy cho con trai của mình. Và quý vị có biết không, kể từ ngày hôm đó thì một đứa trẻ đang ở giai đoạn tiểu học là cậu bé Thomas Edison, ngày hôm sau thì nghỉ ở nhà và nhận được cái sự đồng hành của người mẹ của mình trong suốt cái khoảng thời gian mà cậu bé Thomas Edison phát triển và lớn lên. Và quý vị có biết không ạ, rất nhiều năm sau, khi mẹ đã qua đời và Edison đã trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ, thì ông ngồi xem lại những vật dụng cũ trong gia đình. Đột nhiên ông tìm thấy tờ giấy gấp lại trong góc ngăn kéo bàn, và ông mở ra và nhìn thấy dòng chữ viết trên đó. Đó chính là nội dung thực sự của bức thư mà người mẹ năm xưa đã nhận được từ tay Edison. Và nội dung thực sự của bức thư viết như thế này: con trai bà là một kẻ đần độn, chúng tôi sẽ không để nó đến trường nữa. Vì thật sự Thomas Edison đã đặt ra quá nhiều những câu hỏi mà tưởng chừng như trong giai đoạn đó thì nó không có là sự thật. Và trường bó tay với cậu bé này và phải trả về cho gia đình. Nhưng mà thật sự thì mẹ của Thomas Edison đã không đọc cái nội dung này, mà thay vào cái nội dung mà cái slide trước mà tôi vừa trình bày cho tất cả quý vị. Và lúc này Edison đã khóc nhiều giờ liền. Ông hiểu ra vấn đề và sau đó viết vào nhật ký của mình như sau: Thomas Edison là một đứa trẻ đần độn, nhờ người mẹ anh hùng mà trở thành thiên tài của thế kỷ. Và tức là người mẹ đã cho cậu bé Thomas Edison này điều gì? Đó chính là niềm tin, đó chính là cái nguồn cảm hứng, đó chính là cái sự yêu thương. Có đúng không ạ? Đó, để mà Thomas Edison lớn lên, trưởng thành với cái suy nghĩ đó, và cuối cùng ông ấy đã trở thành một trong những nhà phát minh sáng chế, một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả quý phụ huynh. Và chúng ta hãy biết truyền cảm hứng cho con, nhận ra được những ưu điểm của con và phát triển ở một cái môi trường cho con một cách tốt nhất. Và để giúp cho con có được một cái bể phóng, và giúp cho con cảm thấy tự tin bởi những năng lực của mình được trân trọng và được động viên. Và từ đó thì con sẽ cảm thấy có thể tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình bởi cái bản lĩnh của con.
Yeah, thì đó là một vài thông điệp mà tôi cũng muốn chia sẻ sau khi nghe phần chia sẻ rất là tuyệt vời của diễn giả Phan Hồ Điệp. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích của tiến sĩ An và cô Điệp ạ. Thưa quý vị, qua phần chia sẻ của các diễn giả thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là các con muốn thoát khỏi áp lực cũng như có được cảm hứng, động lực học tập thì chúng ta cần rất nhiều sự đồng hành và hỗ trợ, các con cần rất nhiều sự đồng hành và hỗ trợ từ gia đình và nhà trường. Trong đó thì vai trò của phụ huynh là vô cùng quan trọng. Vậy thì ở một nhà tâm lý học, thầy An ơi, thầy có thể chia sẻ với quý phụ huynh những bí quyết nào có thể giúp phụ huynh khơi dậy cảm hứng và động lực học tập và các con không ạ? Ok, xin cảm ơn cô Thanh Dung. Thật ra thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả quý phụ huynh như thế này. Để có một động lực mà một chiếc xe có thể chạy một cách rất là nhanh trên một cái đoạn đường, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó có hai cái động lực. Đó là cái động lực bên ngoài và cái thứ hai đó chính là cái động lực bên trong. Động lực bên ngoài là gì? Động lực bên ngoài là trẻ sẽ nhận được sự ghi nhận, sự khen thưởng, một cái quà tặng nào đó khi mà trẻ đạt được một cái thành tích. Thì đó là cái động lực bên ngoài. Chúng ta thấy là những cái cuộc thi, những cái chương trình đề ra đều có những cái giải thưởng thì chúng ta mới hấp dẫn chúng ta để mà chúng ta thi đấu, thi đua. Có đúng không ạ? Dạ, như vậy thì hãy chú ý quan sát và động viên con, khích lệ cho con khi mà con đã có được một cái sự nỗ lực cố gắng. Và xin được chia sẻ với phụ huynh ở đây là chúng ta ghi nhận cái hành trình, cái quá trình mà con nỗ lực, và chứ không chỉ là con có đạt được cái thành tích hay không nha. Tại vì chúng ta cũng thấy là học tài thi phận, đúng không ạ? Học rất là nhiều nhưng đôi khi mà vì lý do về sức khỏe, vì một lý do nào đó thì có thể là cái điểm số nó không cao, nhưng mà con đã có sự nỗ lực, cố gắng, kỷ luật đối với bản thân, thì chúng ta nên ghi nhận cái hành trình, cái quá trình để mà con có những cái sự nỗ lực đó. Dạ. Cái thứ hai đó chính là cái động cơ từ phía bên trong. Động cơ bên trong là động cơ gì ạ? Là động cơ tự hoàn thiện cái bản thân mình từng ngày từng giờ đối với lại các con. Và chúng ta có một cái phép tính như thế này: nếu như ngày hôm sau mà chúng ta cố gắng nỗ lực hơn 1% so với ngày hôm qua, tức có nghĩa là tiến bộ hơn 1% so với ngày hôm qua, thì quý huynh có biết không, khi một năm chúng ta có 365 ngày, thì hết 365 ngày đó thì con em chúng ta sẽ hơn 37 lần so với lại một năm trước đó. Chúng ta làm một cái phép tính lũy thừa là 1.01, tức là 1%, 1.01 lũy thừa lên 365 thì nó ra con số là 37 lần. Dạ, 37 lần. Vậy thì hãy nỗ lực, không cần phải ngay lập tức là chúng ta phải thay đổi mình, nhưng mà chúng ta hãy nỗ lực hàng ngày hàng giờ và ghi nhận cái sự nỗ lực đó của con. Động lực hoàn thiện từ bên trong. Và để làm được điều này thì chắc có lẽ quý phụ huynh và cùng với con sẽ mời ngồi lại để vạch ra một cái mục tiêu, những cái ước mơ của con trong ngắn hạn và dài hạn, và chúng ta sẽ chia nhỏ cái lộ trình để có thể đạt được cái mục tiêu đó dành cho con của mình. Dạ, thì như vậy thì con sẽ nhận thấy là những cái mục tiêu sắp tới của con nó nhỏ và con sẽ có khả năng để đạt được điều đó. Dạ, để đạt được điều đó thì là rất là tốt rồi. Dạ, một đứa trẻ dạ bị gọi là sao ạ? Điểm thấp mà gọi là đội sổ ở lớp mình, đúng không ạ? Ví dụ như là 45/45 thì tháng sau con được 45, đúng không ạ? Thì con được 40/45 là con đã có sự nỗ lực cố gắng rồi, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta cần phải hiểu về cái gọi là cái khả năng của con ở đâu và chúng ta nhận ra được cái nỗ lực của con. Dạ, đấy, chúng ta ghi nhận. Thì như vậy động lực đến từ hai là động lực bên trong và động lực bên ngoài. Nó giống như một chiếc xe để có thể khởi động và di chuyển thì nó có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta có động cơ đẩy xe đi, có đúng không ạ? Nhưng cách thứ hai là gì ạ? Chúng ta có thể đứng ở đầu chiếc xe để chúng ta kéo chiếc xe đi. Một cái lực kéo và một cái lực đẩy thì sẽ khiến cho chiếc xe nó đi nhanh hơn. Sẽ khiến cho chiếc xe nó đi di chuyển nhanh hơn. Và cái thứ hai, để thấu hiểu con thì chúng ta cũng cần phải cho con làm một số những cái bài trắc nghiệm khoa học nha. Đây chúng tôi nói là rất khoa học. Những cái bài trắc nghiệm về tính cách nè, những trắc nghiệm về khả năng nè, chính loại hình trí thông minh nè, đó, trắc nghiệm về trí tuệ cảm xúc nè, trí thông minh cảm xúc nè, rồi những cái trí thông minh về vận động rất là nhiều, để chúng ta thấu hiểu là như vậy thì thật ra là con mình đang có những tiềm năng gì. Quý phụ huynh cũng nhớ rằng là đừng có tin vào những cái điều mà hiện nay tôi thấy là nó không có căn cứ về khoa học. Ví dụ như là những cái gì đó liên quan đến thần số học nè,
rồi những cái gì liên quan đến chuyện là xin chắc vân tay, ví dụ như thế, đó là tôi thấy là chắc chắn là nó không có nền tảng về khoa học nha. Những cái điều mà con mình đang thể hiện hàng ngày, những cái điều mà con mình đang đối diện với những hoàn cảnh cụ thể và đưa ra những cái ứng xử, và như vậy thì mới bóc tách được chính xác về những cái tính cách và cái khả năng mà con đang có. Và thì đó là điều mà chúng tôi cũng rất muốn phụ huynh là bằng nhiều công cụ khác nhau, sự quan sát, và đặc biệt là phải cho con mình trải nghiệm. Nhà tôi thấy nhiều phụ huynh sợ, cứ sợ con bị đau, cứ sợ con mình bị gặp nguy hiểm, hay là sợ con mình bị thất bại. Nhưng mà chúng ta hãy tạo ra một cái môi trường để con có sự trải nghiệm. Trải nghiệm, cọ sát. Và tôi ví cái tiềm năng của mỗi đứa trẻ nó giống như cái que diêm. Chỉ có thể phát huy khi được lấy ra khỏi cái bao diêm đó. Và chúng ta làm gì? Cọ sát, quẹt lên. Thì chúng ta mới biết thực sự là cái que diêm nào, cái tiềm năng nào có thể tỏa sáng. Và thì hãy mong quý phụ huynh sẽ cho con nhiều cái môi trường để con có được kinh nghiệm, trải nghiệm nhiều hơn, cọ sát nhiều hơn, thấu hiểu chính bản thân mình nhiều hơn. Và con sẽ phải học được cái sự tự lập để đối diện và giải quyết những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống đối với con. Vâng, xin cảm ơn thầy An và cô Điệp đã có những chia sẻ vô cùng thú vị, có thể giúp phụ huynh của chúng ta hiểu rõ hơn và có thêm được thông tin như bí kíp để khơi dậy và truyền cảm hứng học tập cho con. Và trước khi đến với một trong những nội dung hấp dẫn nhất của chương trình, đó là phần trao giải nhận định ấn tượng cho câu hỏi mà thầy An có vừa gửi cho các quý phụ huynh các bạn, đó là quý phụ huynh hãy nêu 3 điều mong đợi hay kỳ vọng của mình đối với con. Thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều các chia sẻ từ quý phụ huynh thông qua Padlet, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem những chia sẻ nào sẽ nhận được phần quà đặc biệt từ iSmart ạ. Và vâng, tôi xin được trân trọng mời tiến sĩ An sẽ công bố kết quả của 3 nhận định ấn tượng nhất của phụ huynh với 3 phần quà. Mỗi phần quà là 3 tháng sử dụng miễn phí tài khoản ITL Advanced, hệ thống bổ trợ tiếng Anh trực tuyến do iSmart Education phát triển. Và xin mời tiến sĩ ạ. Dạ vâng. Chúng tôi ngay lập tức đã nhận được 337 cái câu trả lời của tất cả quý phụ huynh, đúng không ạ? Và đây cũng là một trong những cái điều rất là khó khăn để mà chúng tôi có thể chọn ra thực sự là những nhận định nào nó ý nghĩa, sâu sắc và để có thể nhận được cái phần quà ngày hôm nay. Và nếu như quý phụ huynh hỏi tôi thì tôi có một cái ước muốn là tất cả quý phụ huynh nào trả lời ngày hôm nay đều được nhận phần quà. Nhưng mà cuộc chơi nào thì chúng ta cũng có những cái quy luật của nó, đúng không ạ? Thì có lẽ thì xin được chúc mừng. Chúng tôi đã thấy được là có những phụ huynh đã đưa ra những cái nhận định và những cái câu trả lời thì rất là thú vị và ý nghĩa. Xin được chúc mừng cho phụ huynh mang tên là Chu Thị Mai Anh. Chị Mai Anh thì có nhận định như thế này ạ. Mong ước 3 điều mong muốn của tôi đối với lại con là con có tinh thần tự giác, ham tìm tòi. Quá hay. Chính cái sự ham tìm tòi đó mới giúp cho chúng ta, quen chúng ta mở rộng cái tư duy của mình. Con cố gắng nỗ lực bằng chính khả năng của mình. Và con luôn thể hiện tình cảm yêu thương gia đình và mọi người xung quanh. Xin được chúc mừng chị Chu Thị Mai Anh. Và xin được lựa chọn tiếp và chúc mừng chị Lê Thị Thủy Tiên. Chị Thủy Tuyên thì có viết như thế này ạ. Con tự giác học tập và chịu lắng nghe. Rồi mong con luôn sẵn sàng chia sẻ những điều suy nghĩ và mong muốn cùng cha mẹ. Và mong con ý thức được về tư duy học tập. Tư duy học tập thì chắc chắn là rất đúng về thời đại ngày nay. Chứ không còn là khối lượng kiến thức hay là lý thuyết có trong đầu của mình nữa, mà đó là cái tư duy để tiếp cận và chiếm lĩnh tri thức mới là điều thực sự quan trọng. Chúc mừng chị Lê Thị Thủy Tiên. Và xin được chúc mừng chị Nguyễn Mai. Chị Nguyễn Mai thì có bình luận là con luôn sẵn sàng chia sẻ và coi ba mẹ là bạn học đồng hành. Để làm được điều này thì chắc có lẽ là chính quý phụ huynh cũng sẽ cần phải chú ý trong cách giao tiếp và tương tác của mình đối với con. Con luôn vui vẻ và hạnh phúc khi được học. Rất tuyệt vời. Hạnh phúc khi được học, vui vẻ khi được học, chứ không phải là chỉ là điểm số vô tri vô giá. Và thứ ba là con tự tin và chủ động xử lý những tình huống xảy ra trong học tập và cuộc sống. Như vậy thì cũng xin được chúc mừng ba phụ huynh đã
được may mắn có được cái phần thưởng trong chương trình ngày hôm nay. Dạ. Và vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Đào Hiểu An ạ. Dạ vâng. Vâng. Chúc mừng các quý phụ huynh đã nhận được phần quà từ iSmart, và quý phụ huynh cũng vui lòng liên hệ với ban tổ chức sau chương trình này để nhận quà. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được mời quý diễn giả và các quý phụ huynh chúng ta quay trở lại với hội thảo trực tuyến khơi dậy cảm hứng và động lực học tập cho con. Thưa các vị khách mời và các quý phụ huynh đang theo dõi chương trình, với chủ đề khơi dậy cảm hứng và động lực học tập cho con thì iSmart cũng đã nhận được rất nhiều thắc mắc và các câu hỏi của các quý phụ huynh. Ban tổ chức cũng đã tổng hợp và gửi những thắc mắc của quý phụ huynh từ đầu chương trình cho Thanh Dung rồi, và chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên ạ. Thưa cô Phan Hồ Điệp, trong quá trình đồng hành và nuôi dạy em Nhật Nam, cô rèn luyện cho em sự kỷ luật học tập như thế nào để em hào hứng môn vào bàn học mà không cảm thấy bị áp lực từ bố mẹ ạ? Dạ, câu hỏi này xin mời cô Phan Hồ Điệp sẽ chia sẻ với quý phụ huynh ạ. Dạ, chắc có lẽ là cô câu hỏi này thì cô Phan Hồ Điệp sẽ cần khoảng ít phút để suy nghĩ. Cô Thanh Dung ha, và xin mời MC Thanh Dung sẽ đọc tiếp một câu hỏi tiếp theo. Vâng ạ, thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo đây ạ. Là con chỉ thích môn học nghệ thuật, còn các môn chính thì con lại không thích học, thì phụ huynh nên làm thế nào? Câu hỏi này xin mời tiến sĩ An có thể chia sẻ với phụ huynh ạ. Rồi, xin cảm ơn MC Thanh Dung. Thật ra thì câu hỏi này thì tôi rất là muốn nhận được sự lời tư vấn của quý phụ huynh đang đón xem chương trình ngày hôm nay ạ. Tôi xin được nhắc lại cái câu hỏi mà tôi nghe được từ phía MC Thanh Dung, mà một vị phụ huynh nào đã đặt câu hỏi. Tức là con thì chỉ đam mê những cái bộ môn liên quan đến nghệ thuật thôi, còn những cái bộ môn liên quan đến khoa học tự nhiên hay là ví dụ toán lý hóa, đúng không ạ? Thì con lại không thể hiện mình và con sẽ không đạt được cái kết quả như kỳ vọng của tất cả quý vị phụ huynh. Thì tôi nên làm như thế nào đây? Dạ, thì không biết là với câu hỏi này thì quý phụ huynh sẽ suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà cá nhân tôi thì xin được kể cho quý phụ huynh nghe một câu chuyện mà tôi trực tiếp là người trải nghiệm nè. Dạ, vào năm lớp 12 thì tôi được học sinh giỏi cấp thành phố môn vật lý. Dạ, học sinh giỏi một cấp thành phố môn vật lý. Và người bạn rất là thân với tôi thì lại thi môn vật lý đó thì được 4.9. 4.9 ở học kỳ 1. Và người bạn này thì nhà rất là giàu và mới gọi điện thoại cho tôi và nói là: An ơi, bây giờ tôi biết là ông học rất là giỏi môn vật lý, bây giờ ông kèm làm sao cho tôi mà để học kỳ 2 và tôi thi được 5.0 á, chia phẩy trung bình đã được 5.0 á, thì tôi sẽ tặng cho ông 500.000. Và cái thời điểm đó cách đây mười mấy 20 năm thì 500.000 là quá nhiều đúng không ạ? Và cũng vì 500.000 mà tôi cũng ráng tôi phù đạo cho bạn của tôi. Và quý huynh biết không ạ, bạn của tôi là một cái người mà khi bước vào phòng thi á, là lúc nào cũng chuẩn bị phao trong người, mười mấy cái phao. Thầy cô mà bắt được á, thông thường thì rất là buồn đúng không, nhưng mà đưa một cái phao thứ nhất xong rồi bắt đầu lấy cái phao thứ hai ra mà mình đã chuẩn bị để ghi tiếp. Dạ, thì cũng may mắn làm sao thì khi mà tôi kèm cặp như vậy thì cái học kỳ 2 của bạn của tôi đó thì chia phẩy ra là được 5.1 môn vật lý, và bạn nó qua, và nó qua môn, và tôi được cái số tiền đầu tiên trong cái sự nghiệp về người giảng viên giáo viên của tôi đó là được 500.000. Và tôi nghĩ rằng chắc bạn này không thành công đâu, bạn này là người không thành công về vì bạn học dở quá, những cái môn về toán lý hóa văn sử địa thấy không có đam mê mà cũng không có thể có những cái thành tích. Nhưng mà 4 năm sau, và 4 năm sau tấm thiệp để trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Dạ, không biết là thiệp gì có nhiều bạn sinh viên khi tôi kể câu chuyện này thì các bạn nói chắc là thiệp cưới, nhưng không phải đâu. Thiệp mời tôi để là đi dự cái lễ tốt nghiệp đại học của bạn này. Và tôi nghĩ, ủa bạn này không thành công đâu mà làm sao 4 năm mà bạn đậu đại học rồi bạn tốt nghiệp đại học mà còn dám mời tôi qua để tham dự. Nhưng không ngờ thì khi mà bước chân qua cái cổng trường đại học của bạn thì bạn này là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa và là người đại diện duy nhất là được nhà trường lựa chọn để mà phát biểu ý kiến, phát biểu cái cảm nhận của mình trong số 5.000 sinh viên được tuyển chọn trong cái lứa năm đó. Và tôi rất là ngạc nhiên, tôi không hiểu tại sao bạn này đạt được thủ khoa. Thì sau cái chương trình thì chúng tôi có đi uống nước, và khi mà hỏi ra thì tôi mới biết như thế này tức là trong quá trình đại học thì bạn này bạn lựa chọn
đó là chuyên ngành về âm nhạc nghệ thuật của trường Đại học Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn này học với một tâm thế rất là yêu thích và rất là thoải mái và chiếm lĩnh tri thức. Đi học lúc nào cũng sớm hơn 15 phút so với giờ đi học. Chọn vị trí ngồi ngay đầu bàn, tiếp nhận kiến thức mà những cái điều mà thầy cô giảng rất là chăm chú, vì đó đúng là cái niềm đam mê của bạn đó, đó đúng là cái tố chất của bạn đó. Và khi tôi nhớ lại đúng là thời cấp 3, thì bạn này bạn không học giỏi các môn nhưng bạn là chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ của trường, đàn rất hay và hát rất là giỏi. Và lúc này thì trong số lúc mà bạn đi học đại học thì bạn lại làm gì ạ? Tranh thủ làm gì ạ? Xin thầy cô đi trợ giảng, và có những thầy cô rất là giỏi về lĩnh vực này thì cho bạn đi theo để học nghề. Và cuối cùng thì bạn ra trường làm cực kỳ thành công. Cực kỳ thành công. Thì đó là một câu chuyện mà tôi cũng xin được kể tiếp lời quý phụ huynh rằng là thật ra thì ở những môn không là thế mạnh thì có lẽ là chúng ta cũng nên giảm đi cái sự kỳ vọng xuống một chút. Nếu như bình thường 10 điểm thì chúng ta sẽ giảm đi sự kỳ vọng xuống một chút là 8 điểm đi ạ. Thì khi mà con em chúng ta được 7 điểm thì nó ô, như vậy rất là tuyệt vời rồi. Đúng không ạ? Nhưng hãy nhớ rằng là các con ơi, các con phải có sự nỗ lực cố gắng. Chứ không phải nói như vậy là thôi mình bỏ luôn rồi không học. Đúng không? Mình phải nỗ lực cố gắng hết khả năng của mình. Chúng ta phải tìm ra những cái phương cách để chúng ta học tập tốt. Chúng ta có thể hỏi bạn bè của mình, học tập từ bạn bè, học tập hiện nay trên mạng, đúng không? Có rất nhiều những cái phần mềm hoặc rất nhiều những cái bí quyết để chúng ta chỉ cần một cú lướt chuột thôi chúng ta đã tìm ra được bí quyết đó. Và thậm chí chúng ta thấy là với hệ thống iSmart đã có luôn cả một cái hệ thống bổ trợ về mặt kiến thức cho các bạn nhỏ. Khi mà các bạn nhỏ ở trên trường, trên lớp thì có sẵn những cái đoạn video clip, có sẵn một cái học liệu để mà các bạn có thể gì học thêm và chúng ta hiểu thêm và chúng ta gì bổ sung thêm kiến thức cho mình. Như vậy chúng ta hãy tìm những cái điều đó để mà chúng ta luôn luôn trau dồi kiến thức. Nhưng mà thật sự cái kết quả đạt được á, thì chắc chắn là phải bằng đúng với lại cái năng lực và sự nỗ lực cố gắng của chính bản thân mỗi người. Và thì đó là cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với phụ huynh rằng là cũng giảm đi sự kỳ vọng một chút xíu với những môn không phải là thế mạnh của con, phát triển những cái tiềm năng của con, đặt ra cho con đúng những cái sự kỷ luật cần thiết và nỗ lực cố gắng ghi nhận con trên cái hành trình mà con chinh phục những kiến thức và kỹ năng. Thì đó là cái điều mà tôi sẽ được chia sẻ cho câu hỏi này ạ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn phần chia sẻ rất hữu ích của tiến sĩ An ạ. Và chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi đầu tiên là dành cho cô Phan Hồ Điệp ạ. Thưa cô Phan Hồ Điệp, trong quá trình đồng hành và nuôi dạy bạn Nhật Nam thì cô rèn luyện cho em sự kỷ luật học tập như thế nào để em hào hứng ngồi vào bàn học mà không phải cảm thấy là bị áp lực từ bố mẹ ạ? Cảm ơn câu hỏi của Dung, và xin lỗi là vừa rồi mình hơi bị trục trặc về mạng cho nên là không quay trở lại đúng. Đây là một cái câu hỏi mà chính bản thân mình cũng đặt ra trong cái quá trình mà nuôi dạy Nam, vì làm như thế nào để có thể kết hợp giữa cái mà gọi là kỷ luật, là một cái thứ mà mình thường mình sẽ nghĩ đến những cái gì mà nó rất là nghiêm khắc, với một cái thứ là cảm hứng, là một cái thứ gì mà nó thuộc về cảm xúc. Mình đã sau rất là nhiều những cái thay đổi, những cái suy nghĩ thì mình đã có những cái cách làm sau, và phụ huynh thì có thể áp dụng xem là có hiệu quả đối với các bạn nhỏ hay không. Thứ nhất là luôn luôn có một cái thời gian biểu về học tập cho con, và cái đó được coi là kỷ luật. Mình thì bắt đầu hình thành cái thời gian biểu này cho Nam chắc độ khoảng từ năm 3 tuổi. Và cái thời gian biểu này thì ban đầu sẽ dưới dạng là hình ảnh, nhưng mà về sau này thì là dưới dạng là giống như một cái thời gian biểu mà có thể nhìn thấy và treo ở trên tường và dán. Và thông thường thì khi mà mình chia sẻ cái việc là những cái lợi ích của việc là có thời gian biểu thì rất nhiều phụ huynh nói là em cũng thấy là có lợi ích nhưng mà con em không làm theo. Thì lời khuyên của mình rằng kiên nhẫn, vì thông thường để có thể thực hiện trở thành một thói quen bạn sẽ phải ít nhất từ 1 cho đến 3 tháng. Qua cái khoảng thời gian đó thì may mắn mới có thể trở thành thói quen, nhưng có thể đến một giai đoạn nào đấy lại bị phá vỡ và phải làm lại từ đầu. Cho nên cái việc mà bạn phải kiên nhẫn với điều đó là thực sự rất quan trọng.
Thì khi mà có cái thời gian biểu đấy thì Nam hoàn toàn là sẽ vui vẻ, à đến cái giờ thì sẽ vào học, thì đấy là cái thuộc về kỷ luật. Cách thuộc về kỷ luật thứ hai đấy chính là chuẩn bị một không gian học tập luôn luôn ở trạng thái là sẵn sàng. Cái không gian học tập sẵn sàng là gì ạ? Lúc mà ngồi vào học là tất cả những gì thuộc về sách vở và đồ dùng học tập thì để ở trước mặt, trong tầm với, chứ không có chuyện là đang ngồi học xong bút con hỏng rồi con đứng dậy đi thay bút, hoặc là con bị thiếu bút rồi con đứng dậy đi lấy bút, con buồn đi vệ sinh lắm cho con đi vệ sinh. Tất cả những cái việc đó là giải quyết trước khi mà vào học rồi, thì đây cũng là một cái thứ mà thuộc về kỷ luật, có nghĩa là đã ngồi vào học là ngồi một cách rất là nghiêm túc. Nhưng bây giờ lại sẽ đến cái phần cảm hứng. Cảm hứng là gì ạ? Nam sẽ được chọn học cái môn học nào mà Nam thích nhất trước. Vừa rồi chúng ta đã luôn luôn nói về cái việc mà trẻ giỏi và trẻ thích, thì mình luôn luôn là sẽ cho Nam chọn cái mà giỏi và cái thích trước. Để làm gì ạ? Để cho Nam thấy là cái việc học nó không bắt đầu một cách ngại, và bạn ấy sẽ được chọn cái môn học mà mình gọi là buffet, tức là học theo kiểu buffet, tức là sẽ được chọn cái học mà thích nhất. Thì vào cái thời điểm mà Nam học cấp 1 ấy, thì Nam rất là thích chơi game, thì mình đồng ý, mình bảo chơi game nếu mà biết sử dụng tốt thì cũng là học, cho nên mẹ đồng ý cho em là chơi game trong 30 phút. Và với một điều kiện là sau 30 phút chơi game thì em sẽ tóm tắt được cho mẹ một bài báo bằng tiếng Anh, và chỉ cần là bài ngắn hay dài thì sẽ là tự chọn. Và Nam thì lúc nào cũng sẽ cố gắng là hoàn thành cái điều đó. Và đấy chính là cảm hứng. Nhưng nếu mà hôm nào mà mãi chơi quá mà lại quên mất, không thực hiện được cái yêu cầu đấy, thì lại là ngày hôm sau mình tạm thời cắt bớt đi cái thời gian chơi game, ví dụ 30 còn 20 hoặc là còn 10, thậm chí là lấy đi toàn bộ cái thời gian chơi game. Thì đấy lại là kỷ luật, là lấy đi cái quyền lợi mà bạn ấy đáng ra được hưởng. Thì ngoài ra nữa thì ở cái phần cảm hứng này thì mình cũng luôn luôn là giúp cho Nam, mỗi một cái buổi học á, mình sẽ phát cho Nam ba cái tờ voucher, và trên đó ấy, sẽ ghi là thời gian nghỉ là 3 phút. Cứ lúc nào mà Nam muốn nghỉ á, thì Nam sẽ đưa cái voucher đấy ra cho mẹ. Nhưng mà mình lại có một cái điều khuyến khích là nếu hôm nào em chỉ sử dụng một lần thôi thì em sẽ được tích lũy lại 2, và cuối tuần nếu mà trên 10 cái voucher mà tích lũy lại thì cuối tuần đấy em sẽ được đi nhà hàng và được gọi món ăn mà mình thích, hoặc là được yêu cầu mẹ nấu món mà mình thích, bởi vì là mình biết là Nam rất là thích ăn uống. Thì đấy là cái ví dụ để mọi người thấy là luôn luôn kết hợp giữa kỷ luật và cảm hứng, giữa cái mà mình mong muốn yêu cầu con là phải nghiêm khắc với cái thứ mà con thích và con có thể làm, kết hợp giữa một cái cứng với một cái mềm, nó sẽ khiến cho đứa trẻ là cảm thấy dễ chịu hơn. Nó cũng giống như là người lớn chúng ta vậy, nếu mà bây giờ bạn đến công sở mà luôn luôn có một người kiểm soát bạn, thúc ép bạn, thì chắc chắn là bạn cảm thấy cái môi trường đấy á, nó thực sự rất là ngột ngạt. Nhưng một người mà luôn luôn là giao nhiệm vụ cho bạn, nâng đỡ bạn, đưa ra thử thách vừa tầm với bạn, thì chắc chắn là bạn sẽ thích công việc đó. Thì trẻ con cũng y như vậy. Và một cái điều nữa, kết hợp giữa kỷ luật và cảm hứng, như mình có nói là Nam luôn luôn có những cái dấu mốc của các cuộc thi, ví dụ như là kỳ thi mà do iSmart tổ chức chẳng hạn, thì đấy cũng là một cái kỳ thi mà đi một cái dấu mốc của Nam. Và cứ mỗi một cái lần mà thực hiện một cái kỳ thi như thế chẳng hạn, thì để cho Nam, ví dụ như là để cho Nam có cảm hứng, thì trước khi thi mình sẽ có một cái lọ. Mình sẽ nói với Nam là mẹ với Nam sẽ cùng đoán xem là Nam sẽ được bao nhiêu điểm, ghi bí mật với nhau cho vào trong cái lọ. Và nếu mà đến lúc mà mở ra mà ai đoán đúng nhất á, thì sẽ có phần quà, mà thường là sẽ phần quà rất là đặc biệt. Thì bao giờ mình cũng sẽ cố gắng đoán thấp hơn so với cái mức mà Nam có thể đạt được. Để làm gì ạ? Đến khi mà mở ra rồi á, bạn thấy rất là có cảm hứng rằng là trời ơi, mình đã đạt được trên cả cái kỳ vọng của bố mẹ. Và đối với mình á, thì trẻ con á, cái điều mà làm cho chúng kiểu cảm thấy là
có niềm tin nhất á, là thấy mình rất là có giá trị và có ý nghĩa. Và bản thân bạn cũng như thế thôi, khi mà bạn cảm thấy mình rất là có giá trị và có ý nghĩa đối với một ai đó thì bạn luôn luôn là sẽ cố gắng. Thì đấy là cái điều mà mình làm cho Nam. Và vừa rồi á, ở đầu chương trình của iSmart ấy, các bạn thấy là khi mà các bạn nhỏ ấy, khi mà nói về tiếng Anh chẳng hạn, các bạn rất là nhỏ mà các bạn nói rất là tốt, là bởi vì là mình tin là trong thâm tâm của các bạn á, các bạn đấy thấy là có một cái động lực ở bên trong, chứ không phải là những cái ở bên ngoài. Thì làm cha mẹ là cái cách mà chúng ta tìm và khơi gợi cái động lực ở bên trong, chứ không phải là chỉ là những cái thứ bên ngoài như là phần thưởng, như là vật chất. Thì đấy là cái cách mà mình đã hỗ trợ Nam. Cảm ơn phần chia sẻ vô cùng quý báu của cô Điệp ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Bố mẹ phải làm gì khi con không tập trung, dù làm bài rất nhanh và đúng, nhiều lúc vừa học vừa chơi, không chuyên tâm? Và câu hỏi này thì xin mời tiến sĩ An để chia sẻ với các quý phụ huynh ạ. Xin cảm ơn MC Thanh Dung. Tôi nãy giờ tôi nghe cô Điệp nói say sưa quá. và rất là hay. Xin cảm ơn cô Điệp rất là nhiều. Và quý phụ huynh nào và các con nào mà thấy diễn giả Phan Hồ Điệp của chúng ta chia sẻ hôm nay rất hay thì vui lòng cho một like hoặc là một vỗ tay được không ạ? Để mà cũng là động viên chúng tôi để chia sẻ nhiều hơn đến cho tất cả quý vị. Và thật ra thì lúc nãy thì khi mà nghe cô Điệp nói đến cái phần đó là kỷ luật bằng cách là lập ra cái thời khóa biểu, thì tôi chợt nhớ đến một cái hình ảnh rất là thú vị bởi một phụ huynh nào đó đã thiết kế một cái đồng hồ rất là hay. Và đồng hồ mình thường nó là vô tri vô giác, nhưng mà vị phụ huynh này á đã tô màu cho từng cái khoảng thời gian trên cái đồng hồ này và quy định rất là cụ thể và thống nhất với con. Ví dụ như là màu xanh á, là con sẽ được đi chơi thể dục thể thao, màu vàng á là lúc mà thời gian con phải ăn cơm, rồi màu đỏ là lúc mà thời gian con sẽ ngồi trên bàn học. Đây tôi xin được chia sẻ cho quý phụ huynh về cái đồng hồ như thế này và ai cũng có thể làm được ạ. Đây ạ. Đây, và tất cả huynh đã nhận, đã thấy chưa ạ? Dạ, đây, đúng ạ. Đó, thì đã tô thành những cái màu sắc, nó rất là đẹp như thế này. Đây, nó rất là đẹp, để tôi to lên nè. Đó, màu vàng, màu tím, màu xanh, lá cây, màu xanh da trời, màu xanh dương, màu đỏ. Đúng không ạ? Vậy thì con sẽ hình dung, đặc biệt đối với các bạn nhỏ tuổi, rất là trực quan sinh động và các bạn rất là thích. Các bạn nhìn vào, các bạn sẽ thấy là thời gian này là thời gian con được xem phim nè. Thời gian này là thời gian con phải ngồi trên bàn học để chiếm lĩnh tri thức nè. Thời gian này là thời gian con được chơi thể thao nè. Như vậy thì các bạn sẽ tự chủ, độc lập cho cái thời khóa biểu của mình. Cho thời khóa biểu của mình. Thì đây cũng là một cái gợi ý để mà cho quý vị phụ huynh có thể là thiết lập một cái thời gian biểu cho con. Nó cũng tạo cho con cái cảm hứng và tạo cho con cái tính tự giác trong cái quá trình mà con thực hiện những cái công việc mà đã được thỏa thuận và đã được thống nhất trước với tất cả quý vị phụ huynh. Hoàn toàn quý phụ huynh có thể chụp màn hình lại ạ. Chúng ta có thể chụp màn hình và chúng ta thiết kế cái đồng hồ này, và chúng tôi cũng rất hy vọng là sẽ nhận được những cái hình ảnh cái đồng hồ mà quý phụ huynh thiết kế đăng tải trên cái comment, trên cái fanpage của chúng tôi iSmart Education đang diễn ra với cuộc phát live stream ngày hôm nay. Và một cái điều mà lúc nãy thì MC Thanh Dung đã đặt ra cái câu hỏi, cái câu hỏi đó chính là con em của chúng ta thì cũng hay lo ra quá, chơi game, có đúng không ạ? Chơi game, nhưng mà bù lại bạn này có một cái điều như thế nào ạ? Bạn này bù lại là bạn tiếp thu kiến thức rất là nhanh và làm rất là đúng, đó mới là mấu chốt của vấn đề. Và cũng xin được chia sẻ với phụ huynh là hiện tại thì tôi có hai đứa em và một bạn thì đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ, đang theo học chương trình tiến sĩ ngành tâm lý học của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, được tuyển thẳng từ cử nhân sang chương trình tiến sĩ vì cái thành tích học tập xuất sắc, tức là tốt nghiệp thủ khoa đầu ra. Và một bạn thì hiện nay đang là bác sĩ, đã ra trường 2 năm, tốt nghiệp của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và cả hai bạn này đều đúng như là MC Thanh Dung có mô tả. Tức là tiếp thu rất là nhanh, rất là đúng, nhưng mà lại rất thích chơi game. Và thông thường trong quá trình mà các bạn học, hồi còn nhỏ tôi thấy ba mẹ hay la lắm. Ba mẹ hay la là con ơi sao chơi game hoài vậy, không lo học. Nhưng thực chất là các bạn đã học trước đó rồi,
mà nhiều khi mình đi nghe mình thấy là con mình chơi thôi, đúng không ạ? Thì điều quan trọng là chúng ta hướng đến cái kết quả. Như nãy thì diễn giả Phan Hồ Điệp chúng ta có chia sẻ là gì ạ? Cái cách học của mỗi đứa trẻ là khác nhau. Có những bạn thì thích yên tĩnh, có những bạn thì thích sôi động, có những bạn thì cần phải có những sự chen vào ở giữa những cái hoạt động, ví dụ như chơi game. Thực ra game nó không phải là xấu đâu, game nó cũng giúp cho con em chúng ta phát triển về tư duy, giúp cho con em chúng ta phát triển về ngôn ngữ. Game không phải là xấu, quan trọng là chúng ta lựa chọn cái game gì cho con mình chơi, có đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà thực sự mình thống nhất với con vẫn đạt kết quả tốt, con vẫn rất là tiếp thu rất là nhanh và hiểu được là lý do con học cái môn này ứng dụng như thế nào ngoài thực tiễn cuộc sống, lý thuyết đi đôi với thực hành, thì điều mà con chơi game đâu có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Điều chỉ có vấn đề khi mà quá gì ạ, mê game mà bỏ học thì lúc đó chúng ta mới phải ngồi lại với con. Đấy thì đó là cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả quý phụ huynh, là chúng ta cần hài hòa một chút, cùng cần công nhận cho con một chút. Và không biết ở đây bạn nào thích chơi game, cho thầy An một like, thầy An vừa binh vực các bạn nha, đúng không? Nhưng mà phải đảm bảo một điều, đó là gì? Cái kết quả học tập cũng như là cái mục tiêu mà các con đề ra thì các con phải nỗ lực cố gắng để hoàn thiện nó, bởi vì đây là giai đoạn quan trọng nhất để các con gì ạ? Để các con chinh phục và tiếp thu kiến thức cho mình, làm đầy hơn cái giá trị của bản thân mình, để sau này khi các con lớn lên, các con trưởng thành, thì các con là một người có giá trị và các con là người bản lĩnh, đúng không ạ? Thì lúc này các con sẽ đạt được cái sự thành công và hạnh phúc. Và thầy An nghĩ rằng đó là cái điều mong ước lớn nhất của ba mẹ của các con muốn dành cho các con ngày hôm nay nha. Thì những cái thông điệp mà xin được chia sẻ với quý phụ huynh và các con. Vâng, xin được chân thành cảm ơn phần chia sẻ vô cùng hữu ích và rất là thú vị của tiến sĩ An ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo. Làm thế nào để khơi dậy khả năng ngôn ngữ và cảm hứng, đam mê học tiếng Anh của con, đặc biệt là trong giai đoạn phải học trực tuyến? Câu hỏi này thì xin được mời cô Phan Hồ Điệp ạ, cùng chia sẻ với cả quý phụ huynh ạ. Cái điều mà ở trong câu hỏi này ấy, thì nó sẽ có hai ý, là học ngôn ngữ và học ngoại ngữ. Tuy nhiên thì đối với mình ấy, thì cái quá trình mà học ngôn ngữ nói chung hay còn gọi là học tiếng mẹ đẻ thì sau này nó sẽ được áp dụng gần như nguyên si sang học ngoại ngữ. Và mình sẽ giải thích cái điều đó như sau. Thứ nhất ấy, là đầu tiên để phát triển ngôn ngữ cho con thì sẽ thông qua quá trình mà được coi là quan trọng nhất. Các bố mẹ có biết là gì không ạ? Đấy chính là giao tiếp. Bạn đã thực sự là trò chuyện với con mà đúng cách hay chưa? Trò chuyện đúng cách là gì ạ? Đó chính là bạn hãy thực sự là tập trung nhìn vào mắt con để lắng nghe con nói. Lắng nghe tích cực có nghĩa là trong lúc mà con nói thì bạn sẽ không đưa ra những câu nhận định hoặc là câu mà bình luận, nhất là những câu bình luận mà có tính là công kích hoặc là chê bai. Ví dụ như con vừa kể là ngày hôm nay ở lớp có bạn tô móng tay màu đỏ đấy mẹ. Nếu mà bạn nói là ui giời, sao bé tí mà đã tô móng tay màu đỏ làm gì, thì lần sau có thể con sẽ không kể với bạn nữa. Thay vì điều đó, lắng nghe tích cực là gì ạ? Chỉ cần nhìn vào mắt con và gật đầu. Làm như thế là giúp cho con bạn biết cách hội thoại và giao tiếp, rằng là sẽ có người lắng nghe và lắng nghe một cách chú tâm. Thì điều này thực sự quan trọng trong quá trình học ngoại ngữ sau này, là các con sẽ cần phải hiểu những quy tắc hội thoại, đồng thời là biết cách lắng nghe một cách thật là tập trung. Ngoài ra ấy, cái việc mà giao tiếp như thế sẽ giúp cho con phát triển vốn từ. Ví dụ như trong quá trình giao tiếp, bạn hoàn toàn có thể là đặt câu hỏi và gợi ý để con đặt câu hỏi. Cái điều này thì thường là các bậc phụ huynh sẽ hay lãng quên. Ví dụ khi mà bạn sẽ luôn ở tâm thế là đặt câu hỏi cho con. Ví dụ như là cái bài này làm như thế nào hả con? Con đã làm bài này chưa? Con đã làm đủ bài chưa? Bài về nhà hôm nay là bài số mấy? Tức là luôn luôn sẽ là đặt câu hỏi. Nhưng bạn có thể đổi lại bằng cái việc là bây giờ con hãy hỏi mẹ về một nội dung ở trong bài để xem mẹ có trả lời được không? Thì chỉ cần thay đổi một chút thôi thì các bạn cũng biết là con sẽ có nghệ thuật đặt câu hỏi và vốn ngôn ngữ tăng lên, đồng thời cái việc hiểu bài cũng tăng lên. Ngoài ra nữa, bên cạnh cái giao tiếp thì các bạn hãy cố gắng sử dụng các trò chơi về ngôn ngữ.
Những trò chơi này có thể có rất nhiều và trong thực tế thì ở trên Facebook của mình luôn luôn chia sẻ những cái trò chơi ngôn ngữ này. Mình lấy ví dụ như là với con còn nhỏ chẳng hạn thì bạn có thể hỏi là cá voi thì có phải con của con voi hay không, hoặc là cá heo thì có phải con của con heo hay không, thì một cái đấy là một cách chơi chữ. Hoặc bạn có thể chơi cái trò chơi là làm cho câu dài ra, ví dụ như là hôm nay tôi đi đến trang trại tôi nhìn thấy con thỏ con gà, xong con lại nói tiếp theo là hôm nay tôi đi đến trang trại tôi nhìn thấy con thỏ con gà con mèo con lợn, bạn lại nói tiếp là hôm nay tôi đi đến trang trại tôi nhìn thấy con thỏ con gà con mèo con lợn con chó con cầy. Thì tất cả những cái câu như thế cứ dần dần lại dài ra, thì đấy chính là gì ạ, giúp con vừa phát triển vốn từ lại vừa tăng khả năng ghi nhớ, nó rất là cần cho cái việc học ngoại ngữ sau này. Một cách tiếp nữa đó là học ngôn ngữ theo trường từ vựng. Trường từ vựng là như thế nào ạ? Là những cái từ mà có cùng chung một chủ đề với nhau. Mình lấy ví dụ như là muốn dạy con liên quan tới cây chẳng hạn, bạn sẽ chia ra thành các chủ đề, ví dụ như là những loại cây ăn quả, những loại cây mà cho hoa, những cái loại cây mà lấy lá chẳng hạn, hoặc là cây rau. Hoặc bạn có thể chia ra là theo kiểu là những loại cây này, xong lại những loại củ này, hoặc là các bộ phận của cây này, hoặc là các cái cây mà có thể là đổi theo mùa này, những cái cây mà làm lương thực này. Tức là bạn sẽ một loạt những cái chủ đề như vậy, và cứ mỗi một cái chủ đề nhỏ như vậy thì sẽ là những cái từ khác nhau hoặc là cách dùng khác nhau. Và đây cũng là một cái cách học mà các nhà khoa học, những người mà làm ngôn ngữ cho rằng là sẽ giúp cho trẻ có khả năng ghi nhớ và phát triển vốn từ được rất là tốt. Ngoài ra nữa thì để học ngôn ngữ tốt thì các bạn nhớ là có 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết. Và trong bất kỳ một buổi học nào về ngoại ngữ của Nam thì cũng sẽ bao gồm cả 4 kỹ năng này. Mình lấy ví dụ như là Nam thì thường là học tốt hơn ở kênh nghe, cho nên Nam sẽ bắt đầu buổi học bằng việc là nghe. Sau khi nghe xong thì Nam sẽ tóm tắt lại và nói lại cái bài mà vừa nghe. Sau khi nói xong thì sẽ làm một cái bài ngữ pháp liên quan tới bài nghe đó, và cuối cùng thì sẽ là viết. Tức là buổi học nào cũng sẽ bao gồm cả 4 kỹ năng đó, thì nó sẽ làm cho Nam cảm thấy rằng là sẽ nhuần nhuyễn và thường là học xong là đã nhớ được cái bài nghe đó rồi. Và một điều nữa mà ở iSmart mà mình thấy rất là thích, đó chính là những cái phương pháp mà tiếp cận khiến cho các bạn ấy say mê. Thì đối với mình học ngoại ngữ là như thế. Tức là ví dụ Nam rất là thích truyện chẳng hạn, mẹ sẽ đi mua những cái quyển sách song ngữ về cho Nam đọc trước. Và những cái quyển đấy thì ban đầu rất là vừa tầm, rất là dễ đọc để bạn có thể đọc được. Thì đấy chính là cái cách mà bạn ấy rất là thích. Và nó làm cho Nam cảm thấy rằng ngôn ngữ, học tiếng Anh giỏi á, là một phương tiện để mình có thể nhìn ngắm thế giới. Đó có lẽ là điều quan trọng nhất đối với các bạn nhỏ. Có nghĩa là dùng cái ngôn ngữ đó trở thành một phương tiện, giống như iSmart, các bạn dùng ngôn ngữ để học khoa học chẳng hạn. Thì Nam cũng như vậy, dùng tiếng Anh để học khoa học, dùng tiếng Anh để học toán. Và bạn ấy cũng sẽ thấy được rằng là trời ơi, cái việc mà mình học tiếng Anh á, thì không phải là cái việc mà chăm chăm vào là mình sẽ nói cho thật là tốt hay là mình sẽ thi được các bằng chuẩn, mà chủ yếu là mình dùng tiếng Anh để đạt được các cái mục tiêu mà mình đặt ra. Ví dụ như là mình sẽ đọc được một câu chuyện, mình sẽ làm được một cái thí nghiệm khoa học bằng tiếng Anh, hoặc là mình biết nấu một cái món ăn mà người ta gợi ý bằng tiếng Anh. Thì khi mà bạn làm cái điều đó một cách rất là tự nhiên á, thì con bạn sẽ không có cảm giác rằng đây là đang học, mà giống như là con đang được phiêu lưu trong cái thế giới của con và theo cách của con. Thì đấy là cái cách mà mình đã làm với Nam trong cái việc là học ngoại ngữ. Và một cái điều nữa, và cũng là một cái lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh, đấy là tận dụng các cái nguồn tài nguyên ở trên mạng. Thì đối với mình là mình đã sử dụng một cách vô cùng là triệt để. Tức là ở trên mạng có rất là nhiều những cái nguồn tài nguyên mà miễn phí, thì mình sử dụng nó để có thể là giúp Nam sẽ nhận được những cái tài liệu, và giúp cho Nam không có cảm giác rằng mình thua kém với bạn bè của thế giới. Và đó cũng có lẽ là cái con đường mà giống như bây giờ chúng ta đang học trực tuyến. Nhiều bố mẹ thì nghĩ rằng là học trực tuyến là học tạm thôi, nhưng mà đối với mình vào thời điểm đó, mình đã luôn luôn coi rằng là những cái nguồn tài nguyên ở trên mạng hoặc là những cái cách mà gọi là ảo ấy, thì lại là một cái con đường mà rất là lâu dài của tương lai, và hướng dẫn cho Nam cái cách học đó. Vừa rồi khi mà mình theo dõi cái Zoom này á,
thì mình thấy là có rất là nhiều những cái bạn nhỏ mà ngồi ngay ngắn, nghiêm túc và nghe từ đầu đến cuối cho đến tận phút này á, thì mình tin rằng đấy là những cái bạn nhỏ mà đã được trang bị những cái kỹ năng về việc là làm việc trực tuyến. Và khi mà bạn, các bậc cha mẹ hướng dẫn cho con những cái điều mà rất là đơn giản, ví dụ như là khi nào, chỉ khi nào mà được phép thì mới được bật mic, hoặc khi mà mình chat vào trong cái ô chat chẳng hạn đó, thì mình không được chat những cái gì mà không liên quan tới nội dung của bài, hoặc là khi mình dùng cái chữ tablet chẳng hạn, thì có nghĩa là những cái nội dung đấy ấy, nó phải mang tính cảnh báo hoặc là một cái ý hàm ý chê trách gì đó thì mình mới dùng caplock. Thì đấy là những cái luật lệ hoặc là các quy tắc mà nó rất nhỏ thôi nhưng mà nó liên quan tới cái việc là tiếp thu một cái bài học trực tuyến. Thì tất cả những cái điều đấy á, cần phải có sự đồng hành của các bậc cha mẹ. Và vì vậy á, đối với mình á, thì gia đình luôn luôn là một cái môi trường giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất đối với con trẻ. Cho nên mình mới rất là thích những cái buổi hội thảo như của iSmart này tổ chức, là muốn hướng tới các bậc cha mẹ và các bạn nhỏ vì mong muốn là thay đổi chất lượng giáo dục ngay từ trong gia đình. Vâng, xin chân thành cảm ơn những chia sẻ vô cùng quý báu của Thế An và cô Điệp. Và không biết là Thế An và cô Điệp có muốn chia sẻ thêm điều gì về quý phụ huynh của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Xin mời cô Điệp ạ. Đây có lẽ là một cái buổi tối mà thực sự rất là đặc biệt với mình, bởi vì là mình được dự ở trong một cái phòng Zoom mà vừa có các bậc phụ huynh lại vừa có các bạn nhỏ. Và mình cũng thấy ở đây là có rất là nhiều những cái bạn nhỏ mà vô cùng là hợp tác trong cái quá trình mà là buổi hội thảo diễn ra. Điều đấy cho mình niềm tin rằng là gì ạ? Khi mà các bậc cha mẹ thực sự quan tâm tới giáo dục thì chúng ta sẽ có những sản phẩm giáo dục tốt. Nó cũng cho mình niềm tin là khi nào những cơ sở giáo dục thực sự quan tâm tới nhu cầu của các bậc cha mẹ, thực sự là làm việc bằng cái tâm là hướng tới những cái mục đích sâu xa và lâu dài, thì cái kết quả giáo dục sẽ đạt được một cách bền vững. Và mình cũng tin rằng là cái việc khơi dậy cảm hứng và động lực học tập cho con á, nó không phải diễn ra trong một sớm một chiều, mà nó là cả một cái quá trình lắng nghe, đồng hành và quan sát. Những cái gợi ý của mình và anh An ngày hôm nay á, cũng chỉ là những cái gợi ý nho nhỏ, nhưng ẩn sâu trong đó là cái thông điệp là gì ạ? Bố mẹ sẽ là người mà quan sát, lắng nghe, đồng thời với đó là đồng hành và tin tưởng vào con, thì bạn chắc chắn là sẽ thu được những kết quả tốt đẹp. Và các bạn hãy nhớ một điều này, đấy chính là bạn chính là phóng chiếu của tất cả những gì mà con bạn đang có. Và mình rất nhớ câu này, đó là lá vàng là bởi đất khô, nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Khi mà bạn thực sự là mong muốn những cái điều tốt đẹp, bạn thực sự mong muốn là đem đến những cái kết quả lâu dài, thì cái việc đầu tiên á, mà để quá trình giáo dục diễn ra được tốt hơn, đấy chính là bạn chỉnh sửa những hành vi của bản thân mình, chỉnh sửa cả những mục tiêu và kỳ vọng của mình, và chỉnh sửa đôi khi cả cái cách nhìn nhận về đứa con mình. Thì bằng những cái việc đó, dù là nhỏ thôi, thì nó lại làm cho cái kết quả nó trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Và như mình đã nói đó lại là cảm hứng cho quá trình làm cha mẹ, chứ không chỉ là dành cho con cái. Một lần nữa xin gửi lời biết ơn tới tất cả các bậc phụ huynh, gửi lời biết ơn tới iSmart đã cho mình một cái cơ hội quý giá như thế này. Cảm ơn anh An và cảm ơn Dung đã cho mình một cái buổi tối thực sự rất là tuyệt vời. Vậy còn thấy An thì sao ạ? Trời ơi, nói chung là cô Điệp đã nói hết những cái ý mà tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả quý phụ huynh và ban tổ chức ngày hôm nay. Không gì hơn thì cũng xin được gửi lời cảm ơn đến diễn giả Phan Hồ Điệp, xin cảm ơn MC Thanh Dung, xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị phụ huynh và các con đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Không quên là gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, những người đã âm thầm từ phía sau để có thể tạo nên một cái chương trình hội thảo rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Và tôi cũng xin gửi tặng đến cho quý phụ huynh một cái câu mà tôi cũng rất là tâm đắc à. Đó chính là chúng ta không thể ép con của chúng ta làm bất cứ điều gì trừ khi là chúng ta làm cho con mình thích làm điều đó. Và hay nói cách khác hơn, đó chính là chúng ta hãy chú ý đến việc khơi dậy cảm hứng và động lực cho con, không chỉ là ở học tập mà còn là rất nhiều những cái kiến thức trong cuộc sống. Quý phụ huynh hãy tạo cho con những cái môi trường để con có thể vẫy vùng, để con có thể có được những sự trải nghiệm tuyệt vời. Hãy lựa chọn cho con
những cái hành trang chuẩn bị cho con, những cái bản lĩnh để đối diện những cái vấn đề trong cuộc sống, và đặc biệt là một cái môi trường giáo dục phù hợp với cái xu thế thời đại, và đặc biệt là truyền được cảm hứng, động lực học tập cho trẻ là điều rất là cần thiết. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tất cả mọi người, và xin được chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn an toàn trong mùa dịch này, và con cái của chúng ta sẽ có thể có được một cái sự phát triển thực sự tốt nhất về môi trường, về sự quan tâm cũng như là về vấn đề về giáo dục. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ vô cùng của An và cô Điệp, và thưa quý phụ huynh, với những chia sẻ của các diễn giả của chúng ta ngày hôm nay thì chắc chắn rằng là quý phụ huynh đã có được cái nhìn rất cởi mở và để tránh tạo ra được những gánh nặng tâm lý cho con em mình, đúng không ạ? Và kính thưa quý vị, cho chương trình ngày hôm nay thì iSmart cũng đã nhận được rất nhiều các câu hỏi của các quý phụ huynh. Tuy nhiên thì vì thời lượng có hạn nên các vị khách mời của chúng ta cũng chưa thể giải đáp hết các thắc mắc của quý vị. Và chúng tôi thì xin được phép trả lời các câu hỏi này sớm nhất trong thời gian tới. Và quý vị có thể vui lòng để lại thông tin liên hệ trên trang fanpage iSmart Education hoặc gọi điện đến hotline 1900088893, cũng như là gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ info@ismart.edu.vn. Và qua ba số phát sóng thì chương trình đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị phụ huynh. Và nếu quý vị muốn chương trình chia sẻ về những chủ đề nào, quý vị phụ huynh có thể để lại comment ngay trong phần Q&A. Và một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã đến tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay, và cảm ơn sự theo dõi của quý vị phụ huynh. Chuỗi hội thảo trực tuyến Nhịp học vững vàng sẵn sàng bứt phá do iSmart tổ chức được phát sóng trực tiếp tại fanpage iSmart Education vào 19 giờ thứ ba hàng tuần. Kính mời quý vị đón xem và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Năm học 2021-2022 chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhiều trường học chưa thể đón học sinh trở lại lớp. Học sinh được chuyển hình thức học từ học tại trường sang học trực tuyến. Phụ huynh lo lắng, học sinh hoang mang. Khi nào mới đến trường trở lại? Làm sao để giữ vững nhịp học và sẵn sàng bứt phá ngay khi trở lại trường? Thấu hiểu nỗi băn khoăn và lo lắng của phụ huynh, iSmart nhanh chóng chuyển đổi hình thức học tại trường sang học trực tuyến Class dành cho hơn 100.000 học sinh đang theo học chương trình iSmart trên toàn quốc. iSmart Class là chương trình học tiếng Anh qua môn toán và khoa học trực tuyến, ứng dụng công nghệ giáo dục mang đến cho các em học sinh môi trường học tập chất lượng như tại trường. Bên cạnh đó, iSmart chú trọng tương tác và thực hành nhằm kích thích hứng khởi học tập cho các em học sinh. Chương trình có ý nghĩa đặc biệt giúp các em giữ vững nhịp học tập và sẵn sàng bứt phá ngay khi trở lại trường. Học sinh được giảng dạy trên bài giảng số iSmart. Đây là bài giảng số đầu tiên và duy nhất có chứng nhận kiểm định của Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh tương tác trực tiếp với giáo viên, được giáo viên hướng dẫn rèn luyện phát âm chuẩn quốc tế. Phương pháp giảng dạy chú trọng tương tác và thực hành, giúp học sinh nâng cao khả năng tư duy và chủ động học tập với các hoạt động thực nghiệm sáng tạo. Hệ thống ôn tập độc quyền ITO với hơn 10.000 chủ đề tiếng Anh qua môn toán và khoa học từ cơ bản đến nâng cao. Hệ thống nhằm kích thích chủ động học tập, giữ vững kiến thức sau mỗi giờ học với giáo viên. Với iSmart Live Class, học sinh được duy trì nhịp học tập và các em sẵn sàng bứt phá ngay khi trở lại trường. iSmart Live Class, nhịp học vững vàng sẵn sàng bứt phá. Tham khảo thêm tại website liveclass.ismart.edu.vn, hotline 1900 088 893.